Chương 11 Mẹ lo lắng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Dết công việc đơn giản, thốn mau nhưng là cái kỹ thuật làm việc Thốn mau trước, trước phải dùng nước nóng ngâm dết tốt con việc Trong đó, nước ấm là mấu chốt Nước ấm cao, thốn mau thời điểm, việc da sẽ bị kéo tan tành, phi thường khó coi Nước ấm thấp, việc mau liền không rút ra được Đặc biệt là việc trên da lông mịn, thực sự rất khó bạc không chút tạp chất nếu như là nguyên thời không, 17 tuổi từ đồng đạo là khẳng định nắm giữ không tốt cái này nước ấm. Không chỉ là hắn, mùi mùi của hắn các Ngọc Châu, em trai từ đồng lộ cũng không khả năng nắm giữ. Nhưng bây giờ mà đem vết tốt con việc ném ở phía ngoài phòng bếp trên đất trống, hắn phân phó mùi mùi tiếp lấy đi lòng bếp nhóm lửa, nắm thủy nấu sôi, chính hắn đi gian nhà chính đem ra một cái rửa chân chậu gỗ, sau khi rửa sạch sẽ, múc hai gáo nước lạnh ở bên trong chờ nước trong nồi đốt lên sau múc mấy gáo nước sôi rót vào trong chậu gỗ đưa tay đi vào thử một chút nước ấm lại múc một gáo nước nóng đổi đi vào sau đó lại thử một chút nước ấm như thế mấy lần sau khi hắn phải đi đem trên mặt đất đã sớm chết thấu con vịt bắt được trong chậu gỗ ở trong chậu trong nước nóng lặp đi lặp lại nóng mấy lần hắn bắt đầu nóng con vịt thời điểm em trai từ đồng lộ cũng ăn xong cơm từ gian nhà chính đi ra nhìn hắn bận rộn Mùi mùi các ngọc châu đứng ở bên cạnh hắn, nháy con mắt nhìn, lo lắng hỏi đại ca, người khối này trong nước nóng không bỏ muối chứ. Ta nhớ được mẫu thân lúc trước mỗi lần nóng công việc đều phải bỏ muối, bằng không mau bạc không sạch sẽ không cần. Từ đồng đạo thuận miệng đáp, một cái tay nắm việc chân, tay trái đã sắp tốc độ địa đẩy việc trên cánh lông to, theo tay phải hắn liên tục đẩy đi, một đống một đống lông to rất dễ dàng liền trật xuống đến. Nhưng nước ấm thật nóng, hắn 17 tuổi đích ngón tay có chút không chịu nổi, liền quay đầu đối với muội mùi phân phó, đi cho ta múc một gáo nước lạnh tới. Hả, nhà? Nước ấm quá cao đúng không? Ta đây phải đi. Các Ngọc Châu lập tức đứng dậy đi trong thủy hang múc nước. Không chờ nàng múc nước trở lại, vẫn còn tiếp tục đẩy việc trên cánh lông to từ đồng đạo lại phân phó, nước lạnh không muốn rót vào trong chậu, đặt ở bên tay ta là được. À, nha, nha. Các Ngọc Châu có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là thuận theo đáp lời. Rất nhanh nàng liền đem một gáo nước lạnh đặt ở từ đồng đạo trong tay. Từ đồng đạo vội vàng đem tay trái hướng nước lạnh trong ngâm ngâm, sau đó liền tiếp lấy đẩy vịt mau. Bởi vì nước ấm vừa vặn, không bao lâu, vịt mau vô luận lớn nhỏ, liền bị hắn toàn bộ thốn sạch sẽ. Cây kéo cầm tới cho ta. Hắn lại phân phó một tiếng. Mùi mùi các ngọc châu đáp đáp một tiếng, liền vội vàng đứng lên tiểu bào vào gian nhà chính đi tìm cây kéo. Chờ nàng đem ra cây kéo, giao cho từ đồng đạo trong tay, chỉ thấy từ đồng đạo thuần thục dùng khối này cây kéo, mang khối này công việc mổ bụng phẫu bụng, mề việc, việc tràn vân vân, hắn cũng xử lý rất nhường nhuyễn. Nắm ngồi xổm ở bên cạnh các ngọc châu đều nhìn ngay người. Đứng ở cách đó không xa từ đồng lộ cũng nhìn đến rất kinh ngạc. Các ngọc châu không nhìn được hỏi, đại ca, ngươi chừng nào thì biết làm những thứ này. Ngươi lúc trước thật giống như chưa từng giết con vịt chứ. Từ đồng đạo không có ngẩng đầu, đã đang dùng cây kéo kéo vịt trên chân móng chân, thuận miệng ừ một tiếng, cũng không định giải thích. Trọng sinh trở về hắn, sau khi đã định trước hội có không ít sự hội để cho bọn họ kinh ngạc, hắn cũng cũng không tính giải thích, tùy tiện bọn họ nghĩ như thế nào, ngược lại không người nào sẽ nghĩ tới hắn là trọng sinh trở về. Ngay tại từ đồng đạo ở nhà giết con vịt, Thầm công việc thời điểm, các tiểu thiên cùng các tiểu ngư phụ thân của các chí bình, thất thiểu địa đi lên bùng nát, đi tới đây canh cạnh một gia đình. Gia đình này có một cái đại viện, lúc này trong sân hoặc ngồi hoặc đứng toàn 20, 30 người. Các chí bình thứ nhất, trong sân liền có không ít người chào hỏi hắn, hắn cũng mỉm cười đáp lại. Ánh mắt ở trong sân một chút tìm thoa, tìm được vợ hắn từ Hồng Diệp. Dựa theo lên đê quy cũ, nhà nhà đều phải tới một người các chí bình con dâu từ Hồng Diệp đã tại nơi này trực một ngày, các chí bình là vừa từ trong nhà tới thay đổi vợ hắn từ Hồng Diệp. Lúc này, từ Hồng Diệp chính tựa vào bên tường liêm diêm. Các chí bình đi đi tới vỗ chụp nàng đầu vai, ngươi về nhà đi. Ta tới rồi. Từ Hồng Diệp mở mắt nhìn hắn một cái, cười một tiếng, đứng dậy phủi mông một cái liền đi nhân. Từ đồng đào mẹ các tiểu trúc mới vừa rồi liền cùng từ Hồng Diệp ngồi chung một chỗ, Lúc này thấy từ hồng dịp phủi mông một cái về nhà, nàng liền ngẩng đầu nhìn các chí bình, sắp xếp một nụ cười, hỏi tông gia. Ngươi từ trong thôn đến, nhà ta, nhà ta mấy cái vật nhỏ có khỏe không? Đàn ông đột nhiên mất tích, lưu lại một chất đòi nợ, đưa đến trong nhà tài vật, lương thực bị người dời hết, để cho nàng giữa hai lông mày bao phủ một vệt ưu sầu, cho dù lúc này là cười biểu tình, chân mày cũng là hơi nhíu toàn. Sở dĩ nàng tại sao kêu các chí bình tông gia? đó là bởi vì nàng và các chí bình nguyên lai đều là các gia thôn người sau đó nàng đến từ gia thôn mà các chí bình chính là ở rễ đến từ gia thôn hơn nữa hai nhà khoảng cách còn không xa nhắc tới nàng và các chí bình cùng họ đồng tông cho nên hắn trong ngày thường thấy các chí bình đều thói quen gọi hắn là tông gia cũng là bởi vì cùng họ đồng tông nguyên nhân các chí bình trong ngày thường cũng đối với nàng rất là chiếu cố nhà ngươi a nghe vấn đề của nàng các chí bình cau mày cười khổ lắc đầu. Hắn khối này lay động đầu, các tiểu trúc nhất thời liền khẩn trương, vội vàng đứng dậy truy hỏi: "Thế nào? Nhà ta lại xảy ra chuyện gì sao?" Các chí bình thấy nàng mặt đầy lo lắng, vội vàng giơ tay lên tỏ ý: "Tiểu trúc, ngươi không cần sốt sắng như vậy, nhắc tới nên tính là chuyện tốt đi." "Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương." "Chuyện tốt?" Các tiểu trúc rất nghi ngờ, nói như thế nào đây? Các Chí Bình ha ha cười khẽ, là như vậy, nhà ngươi tiểu đạo hôm nay nhất minh kinh nhân rồi, tiểu tử này có gan, so với hắn ba có loại rất nhiều ta đã nói với ngươi a, à, sáng hôm nay hắn đầu tiên là đi từ Kim Sơn nhà, sau đó lại đi từ Hằng Binh nhà của tiểu tử kia, các Chí Bình thuyết cố sự tự như, nắm từ đồng đạo sáng hôm nay làm sự nói với các tiểu trúc qua một lần, phản phất những chuyện kia, hắn đều là tận mắt nhìn thấy. Thật ra thì hắn sáng hôm nay cũng không tại nhà hắn lúc này nói với các tiểu trúc những thứ này đều là hắn buổi trưa về nhà lúc ăn cơm nghe con gái các tiểu ngư cùng nhi tử các tiểu thiên nói nhưng hắn nói những thứ này đã đem các tiểu trúc sợ được sắc mặt thay đổi mấy lần lại vừa là kinh ngạc lại vừa là lo lắng một mực nghe được cuối cùng nàng còn không yên tâm hướng các chí bình xác nhận chí bình ngươi nói đều là thật ngươi ngươi không gạt ta chứ nhà ta tiểu đạo hắn thực sự không việc gì các chí bình cười ha hả gật đầu thực sự không việc gì ngươi hãy yên tâm tại hắn mới vừa nói điều này thời điểm trong sân không ít người đều theo bản năng tụ tới những người này đều là từ gia thôn nghe nói con trai của các tiểu trúc từ đồng đạo hôm nay ở trong thôn ra lớn như vậy một cái danh tiếng người người đều hứng thú mới vừa rồi liền thất chủy bác thiệt hỏi không ít vấn đề lúc này nghe xong năm mồm bảy miệng thanh âm đánh liền thú vị các tiểu trúc rồi tiểu trúc lần này ngươi đã khỏe đàn ông ngươi mặc dù chạy nhưng người thân nhân đạo sau khi có thể giúp ngươi chỗ dựa ha ha đúng vậy lúc trước thật đúng là không nhìn ra tiểu đạo đứa bé kia như vậy có trách nhiệm đâu chí bình ngươi chắc chắn ngươi mới vừa rồi nói không sai ta nhớ được tiểu trúc nhà hai đứa con trai nàng con trai nhỏ tính khí lớn hơn chứ ngươi mới vừa rồi là không phải nói sai lầm rồi ngươi mới vừa nói những chuyện kia cũng đều là đường mòn đứa bé kia làm chứ. Ta cũng cảm thấy hẳn là đường mòn làm. Các tiểu trúc nhưng căn bản không tâm tư theo chân bọn họ tán gẫu, mặc dù các chí bình đã gật đầu khẳng định con trai của nàng không việc gì, nhưng nàng tâm lý vẫn rất lo lắng, cau mày cuốn quyết chốc lát, nàng bỗng nhiên thở phào, đối với bọn họ đội sản xuất đội trưởng thuyết, đội trưởng. Trong nhà của ta xảy ra chuyện lớn như vậy, ta thực sự rất không yên tâm, ta, ta muốn xin nghỉ trở về một chuyến, ngươi xem bên trong không? Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ mau sớm chạy về. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 12 Sau khi ta tới cung cấp đường mòn cùng Ngọc Châu đi học, nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Làm các tiểu trúc trở lại từ gia thôn thời điểm, từ vào thôn bắt đầu, nàng liền rõ lộ vẻ cảm giác người trong thôn nhìn ánh mắt của nàng có chút cùng lúc trước không giống nhau về phần cụ thể có cái gì không giống nhau, nàng cũng không nói lên được, dù sao thì là cảm thấy không giống nhau. Thỉnh thoảng có nhìn thấy nàng thôn dân cùng với nàng chào hỏi. Tiểu Trúc trở lại nhỉ? Ai, Tiểu Trúc, nhà ngươi Tiểu Đạo có thể a, à, lúc trước thật đúng là không nhìn ra đây. Ngươi sinh ra một đứa con trai tốt a. À? Chờ chút. Khi nàng đi vào trong nhà thời điểm, bỗng nhiên nghe góc tường chuồng gà trong lại có lẩm bẩm gà gáy âm thanh. Từ mấy ngày trước, nhà nàng gà vịt đều nhân bắt sau khi đi, mấy ngày nay, nhà nàng chuồng gà nhưng an tĩnh, đột nhiên này lại nghe thấy chuồng gà trong có gà gáy âm thanh, nàng liền ngớ ngẩn, theo bản năng nhìn sang. Ánh mắt xuyên thấu qua chuồng gà một điều vòng rào, nàng quả nhiên nhìn thấy chuồng gà trong có mấy con gà. Mẹ! Ngươi trở lại! Tối hôm nay không cần lên đê đi. Con gái các ngọc châu thanh âm mừng rỡ truyền tới, các tiểu trúc nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy con gái hỉ tư tư hướng nàng chạy tới. Đại ca ngươi đây. Các tiểu trúc lo lắng hỏi. Các ngọc châu, đại ca hắn ở phòng bếp nấu canh đây. Lão Việt canh, hắc hắc. Lão Việt canh. Các tiểu trúc nhướng mày một cái, vội vàng đi cửa sau bên ngoài phòng bếp bước nhanh tới. Thật ra thì lòng bếp khẩu đang ở nhóm lửa nấu canh từ đồng đạo đã nghe mẹ giọng nói, nhưng hắn cũng không có nên đi ra ngoài, bởi vì hắn biết rõ mẹ lúc này trở lại, nhất định là có không hỏi ít hơn đề sẽ hỏi hắn nhưng hắn không thích giải thích nguyên thời không nhiều năm như vậy gian khổ sinh hoạt khiến hắn đã sớm dưỡng thành trầm mặc ít nói tính tình không phải là cần phải hắn phổ thông không thích nói chuyện hắn suy nghĩ chậm một chút mặt đối với mẫu thân mùi mùi hẳn sẽ giúp hắn cùng mẹ giải thích một vài vấn đề lúc này miễn hắn một ít miệng lưỡi tiếng bước chân rất nhanh đi tới cửa phòng bếp mẹ thanh âm cũng truyền vào hắn trong tai tiểu đạo ta không phải là đã nói với các ngươi rồi những thứ đó mất thì mất sao ngươi làm sao lại không nghe lời đây vạn nhất những người đó đánh ngươi làm sao bây giờ ngươi một cái đứa nhỏ ngốc từ đồng đạo biểu tình phức tạp không tiếng động ngẩng đầu nhìn trước mắt bốn mươi vừa mới xuất đầu mẹ trong bụng ngủ vị tạp trần trọng sinh tiền mẹ hắn đã hơn sáu mươi vừa mới qua đời mà mất thời điểm đầu nàng phát đã sớm bạch hơn phân nửa khắp khuôn mặt là nếp nhăn trước mắt mẹ mặc dù trải qua cũng so với bạn cùng lứa tuổi muốn lão một chút nhưng ở từ đồng đạo trong mắt thật trẻ tuổi quá nhiều chịu đựng tâm lý chua xót cảm thụ từ đồng đạo khẽ mỉm cười một cái lãnh đạm nói mẹ ngươi xem ta đây không phải là không có chuyện gì sao nhân thiện bị nhân khi dễ mã thiện bị người cưỡi chúng ta bây giờ rất khó khăn nhưng càng lúc này chúng ta càng là không thể kinh sợ. Đúng rồi, ngươi sốt lui hay chưa? Các tiểu trúc có chút kinh ngạc. Nàng cảm giác con trai lớn hôm nay có chút khác thường, vô luận là vẻ mặt hay lại là giọng nói chuyện, đều có điểm giữa đêm bỗng nhiên trưởng thành cảm giác, cho nên hắn cau mày, nghi ngờ nhìn từ đồng đạo, há to miệng, thở dài nói, nhưng những người đó đều không phải là dễ trêu, ngươi lại mới 17 tuổi bọn họ đánh ngươi hay chưa? Mẹ! Ngươi yên tâm đi! đại ca không việc gì, đại ca còn nắm từ hàng binh đánh đây. Các ngọc châu giọng nhẹ nhàng an ủi mẹ. Ngược lại tiết kiệm từ đồng đạo một phen giải thích. Cái gì? Tiểu đạo ngươi còn đánh từ hàng binh. Ngươi có thể đánh được từ hàng binh. Các tiểu trúc rất kinh ngạc, theo bản năng tiến lên mang ngồi ở lòng bếp cửa từ đồng đạo kéo lên, cẩn thận trên dưới, từ đầu đến cuối quan sát. Từ đồng đạo không có dãy dụa, tùy ý mẹ không yên tâm quan sát hắn, hắn chẳng qua là đưa tay sờ một cái mẹ cái trán, nhìn nàng hết sốt không có. Tay sờ một cái đến nàng cái trán, từ đồng đạo chân mày liền nhíu, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác mẹ cái trán nhiệt độ có chút cao, nàng sốt còn không có lui. Ngươi thật không có bị thương. Các tiểu trúc thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là không nhìn được con trai của hướng xác nhận. Từ đồng đạo ừ một tiếng, mẹ. Ngươi thuốc hạ sốt còn nữa không? buổi chiều còn phải lên đê sao các tiểu trúc giảm sốt uống thuốc xong rồi bất quá ta không sao a à ta là nghe tiểu ngư ba nàng nói chuyện của ngươi cho nên cố ý cùng đội trưởng xin nghỉ trở về một hồi ta thì phải chạy trở về không thể để cho đội trưởng khó xử tiểu ngư ba nàng từ đồng đạo tâm lý nhắc tới một lần mới hiểu được mẹ nói hẳn là các tiểu ngư ba nàng các chí bình nhắc tới hắn lúc trước còn thích qua các tiểu ngư đây nhưng lúc này nhớ tới các tiểu ngư, trong lòng của hắn lại chút nào không gần sống, dù sao cho hắn mà nói, đó đã là rất lâu chuyện lúc trước. Trọng sinh tiền, ở tánh mạng của hắn bên trong, ngày khác tử mặc dù một mực qua không được khá, nhưng hắn thích trôi qua nữ nhân, tiền tiền hậu hậu cũng có mấy cái, còn kết qua một lần cưới. Về phần thời kỳ thiếu niên thích trôi qua các tiểu ngư, đã sớm là đáy lòng của hắn phủ đầy bụi toàn nhớ. Bây giờ trở lại 17 tuổi, hắn bây giờ một lòng phải làm chẳng qua là dẫn cái nhà này đi ra khốn cảnh khiến người cả nhà đều được sống cuộc sống tốt về phần các tiểu ngư hắn bây giờ không tâm tư nghĩ cũng không cảm thấy nàng trọng yếu bao nhiêu từ đồng đạo xoay mặt nhìn một cái bốc hơi nóng nắp nồi suy nghĩ một chút từ trong túi quần móc ra một xấp tiền rút ra hai tờ mười khối chuyển cho em gái các ngọc châu mẹ sốt còn không có lui ngươi đi vương thầy thuốc nơi đó cho mẫu thân mua chút dược trở lại nhớ mang một cái tán, phòng ngừa trời mưa. Đầu năm nay chữa trị lên cơn sốt, cả mạo dược đều rất tiện nghi, có lúc chỉ cần một viên thuốc hạ sốt, liền có thể khiến người ta giảm sốt, mà một viên thuốc hạ sốt, đại khái là một hai khối tiền. Bất quá lên cơn sốt, có lúc còn phải mua chút thuốc tiêu viêm cái gì, cho nên hắn cho em gái 20 khối mua những thuốc này là khẳng định đủ rồi. Ai? Không cần mua nữa thuốc. Mù tiêu số tiền này làm gì? ta thật hai ngày là tốt, các tiểu trúc một nhi tử lấy tiền khiến con gái đi mua dược, lập tức đưa tay ngăn cản, nhưng tự đồng đạo đẩy ra tay nàng, nắm kia nhị 10 đồng tiền nhét vào mùi mùi trong tay, đồng thời đối với mùi mùi nghiêng đầu tỏ ý, để cho nàng nhanh đi. Mùi mùi nhìn một cái mẹ, đáp đáp một tiếng, vội vàng chạy chậm đi rồi, trước khi đi, còn không nhìn được quay đầu nhìn một cái từ đồng đạo trong tay kia một sấp tiền. Nàng trước cũng không biết đại trên người anh lại có nhiều tiền như vậy. Ai? Các tiểu trúc gặp không ngăn cản được, thở dài một tiếng, ngay sau đó liền chú ý tới con trai trong tay một sấp tiền, liếc mắt lại có mấy trăm. Tiểu đạo, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy nhỉ? Bị cướp đi hai đầu heo, còn có một chút gà việc nếu không trở lại rồi, phải trở về đến số tiền này. Từ đồng đạo vừa nói, cúi đầu nhìn một chút trong tay kia một sấp tiền, có chút do dự, cần nhắc ra 600 khối đưa cho mẹ. Mẹ! khối này 600 khối ngươi thu cất, giữ lại cho đường mòn cùng Ngọc Châu tự trường làm tiền ghi danh. Các tiểu trúc theo bản năng mang tiền tiếp đưa tới tay, chần chờ hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi trung khảo thành tích mau ra đây chứ? Vạn nhất ngươi thi đậu trung học đệ nhị cấp học phí, nói đến học phí vấn đề, nàng giữa hai lông mày tất cả đều là ưu sầu. Từ đồng đạo cười một tiếng, biểu tình rất bình tĩnh, mẹ. Nhà chúng ta dù sao phải có một người đi kiếm tiền, dựa hết vào một mình ngươi, làm sao cung cấp lên được ba người chúng ta nhân đọc sách. Bất kể ta có thể hay không thi đậu trung học đệ nhị cấp, cái này sách ta cũng sẽ không đọc tiếp rồi, qua mấy ngày ta chỉ muốn biện pháp đi ra ngoài kiếm tiền, sau khi ta tới cung cấp đường mòn cùng Ngọc Châu đi học. Các tiểu trúc khối này. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 13 Gặp nhau bạn thân chưa chết lúc. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio hơn 3 giờ chiều, từ đồng đạo từ trong nồi múc một chén lão việc canh rót điểm miếng cháy, không chút hoang mang địa ăn xong, liền đứng dậy thay mẹ lên đê đi. Vốn là mẫu thân là không đồng ý, nhưng hắn giữ vững, hơn nữa hắn cũng 17 tuổi, qua mấy ngày vừa muốn đi ra tìm việc làm kiếm tiền, cho nên các tiểu trúc do do dự dự, cũng đồng ý. Chủ yếu là trên người nàng sốt còn không có lui, cả người quả thật rất mệt mỏi. Yêu cầu chống lũ đê canh rất dài, từ gia thôn người yêu cầu phòng vệ kia đoạn đê canh, từ đồng đạo đã hỏi rõ, ở thôn nơi đó. Mà thôn hắn biết rõ ở nơi nào. Đi thôn dọc theo đường đi, hắn nắm tiếp theo một hai năm chính mình chuyện nên làm, đều nghĩ xong. Đi trước huyện thành tìm công việc, kiếm chút tiền, bởi vì huyện thành không phải là rất xa, cũng thuận lợi chiếu cố trong nhà. Chờ trong tay rộng rãi, liền nghĩ biện pháp làm chút bán lẻ, về phần buôn bán gì. Trong lòng của hắn cũng có mấy cái ý tưởng, nhưng bởi vì tạm thời còn không có tiền vốn đi làm, cho nên hắn cũng không nóng nảy lập tức làm quyết định. Tóm lại, trước mắt khẩn yếu nhất là hắn phải có một phần ổn định thu nhập. Ít nhất có thể bảo đảm em trai mùi mùi có thể đi học tiếp tục, người cả nhà có thể không lo ăn uống. Dọc theo đường đi, hắn trong lòng suy nghĩ những việc này, thất thiểu mà thẳng bước đi hơn 10 dặm bùng nát đường, rốt cuộc đi tới hắn trong trí nhớ thôn. Mới vừa vào cửa thôn không lâu, ven đường một cái thấp lùng tường đất nhà vệ sinh môn liền bị nhân đẩy ra. Một cái tròn trị viên đầu tròn đầu mập tiểu tử một bên buộc lên dây lưng, một bên đỉnh đạt từ bên trong đi ra, ngẩng đầu một cái liền cùng từ đồng đạo bốn mắt giáp nhau. Ánh mắt tương tiếp đích trong nháy mắt, từ đồng đạo ngẩn ngơ. Không phải là khối này mập tiểu tử dáng dấp có nhiều đặc biệt, mà là bởi vì nhìn thấy mập mạp này trong nháy mắt đó, nhất đoạn đã sớm bị từ đồng đạo phủ đầy bụi trí nhớ, đột nhiên liền mở ra. Trước mắt cái tên mập mạp này, hắn rất quen thuộc. Bọn họ giờ thường thường chơi với nhau. Nhưng sau đó liền lại cũng không có đã chơi chung rồi, bởi vì ngay tại 98 niên, cái tên mập mạp này, Từ Đồng Lâm đã chết rồi. Một cái đã sớm chết rồi bạn thân, từ đồng đạo sau đến tự nhiên từ từ liền quên đi, không thể nào thường thường nhớ tới. Nhưng là trước mắt mập mạp này vẫn còn sống cho thật tốt. Cho nên vừa mới nhìn thấy Từ Đồng Lâm một sát na kia, từ đồng đạo trên lưng lông tơ đều dựng lên, có một loại ban ngày thấy ma kinh sợ đột nhiên trong lòng hắn nổ tung. Hắn không có trước tiên quay đầu chạy, đã coi như là gan lớn. Ồ, tiểu đạo. Ngươi cũng lên đê tới. Hắc hắc, không tệ không tệ. Lần này ngươi đã đến rồi là tốt, rốt cuộc có người theo ta làm bạn hắc hắc, quá tốt quá tốt. Từ đồng lâm ngẩn ra sau khi, lập tức mặt mày hớn hở đi nhanh tới, đưa tay nắm ở từ đồng đạo bả vai, cười phi thường vui vẻ hắn và từ đồng đạo cùng lứa từ nhỏ đến lớn đều cùng tiến lên học lúc này từ đồng đạo tâm thần đã ổn lại biết rõ từ đồng lâm lúc này còn chưa có chết cũng không phải là hắn gặp quỷ đương nhiên mới gặp lại còn sống từ đồng lâm từ đồng đạo trong lòng cảm thụ là rất phức tạp có mừng rỡ cũng có tiếc cho nếu như có thể mà nói hắn dĩ nhiên muốn thay đổi từ đồng lâm vận mệnh không hy vọng hắn vị này bạn thân 17 tuổi liền tráng niên mất sớm. Trong ký ức của hắn, từ đồng lâm mặc dù có chút mập, nhưng nhưng là tốt vô cùng. Cả ngày vui vẻ, không có gì tính khí, còn là một lòng nhiệt tình. Giờ, bọn họ chơi với nhau đồng thời điên, cơ hồ cả ngày đều ngâm chung một chỗ. Hắn nhớ từ đồng lâm chính là ở đê canh lên thay ba hắn trực thời điểm, trật chân ngã vào trong nước sông, đẳng cấp bị người mò lên lúc tới, đã chết kiều kiều rồi. Ngươi đến đây lúc nào? Từ đồng đạo hỏi từ đồng lâm. Bởi vì hắn nhớ từ đồng lâm chính là thay ba hắn lên đê ngày thứ nhất buổi tối, ngã vào trong nước chết chìm. Nói đến chết chìm chuyện này, từ đồng đạo liền thật bất đắc dĩ. Bọn họ từ gia thôn đến gần hơn 10 dặm dáng dấp Tây Hà, trong thôn gần giống như hắn lớn Nam Hài, trên căn bản đều từ nhỏ đã học biết bơi rồi. Tỷ như chính hắn, 8 tuổi liền học được rồi nhưng từ đồng lâm người này nhưng vẫn không học được, mỗi lần đồng thời xuống sông đi chơi, người này luôn là cùng cô gái đồng thời đợi ở nước cạn khu, hàng năm mùa hè đều ngâm dưới nước, nhưng vẫn không học biết bơi. Ta buổi sáng đã tới rồi, đến lượt ta ba trở về nhà, có người tìm ta ba làm việc, hắc hắc, liền để cho ta tới nơi này không lý tưởng rồi. Từ đồng lâm nắm cả từ đồng đạo bả vai, một bên đi về phía trước, một bên đỉnh đạt vừa nói. Ba hắn là một thợ xây, thỉnh thoảng sẽ có người tìm đi làm việc, có thể kiếm đến tiền, cho nên, bà hắn khiến từ đồng lâm đến đê lên, từ đồng đạo hoàn toàn có thể hiểu. Dù sao lên đê là nghĩa vụ, không có tiền kiếm. Ở nông thôn, trưởng thành sức lao động nhất định là lấy kiếm tiền làm đầu. Dù sao phải nuôi nhà. Nhưng từ đồng đạo muốn nếu như từ đồng lâm ba hắn biết rõ từ đồng lâm lần này lên đê, sẽ chết. Từ đồng lâm ba hắn khẳng định thuyết cái gì cũng không biết nhượng nhi sắp tới đê lên ngươi có mệt hay không? Từ buổi sáng đến bây giờ ngươi nếu là mệt, liền về nhà trước đi. Cho ngươi mẫu thân tới đổi cho ngươi. Từ đồng đạo thử hướng từ đồng lâm đề nghị. Nhưng từ đồng lâm ha ha cười lắc đầu, không cần. Ngược lại ở đây lên cũng không có chuyện gì muốn làm, ta ở nơi này lăn lộn mấy ngày, tốt vô cùng. Hắc hắc, vốn là còn điểm buồn chán, nhưng bây giờ ngươi qua đây, kia không phải tốt mà. Hắc hắc, từ đồng đạo nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp khác khuyên hắn đành phải thôi nhưng tâm lý đã quyết định chủ ý tối hôm nay hắn nhất định toàn bộ hành trình đi theo từ đồng lâm bên người chỉ cần thấy được tiểu tử này gặp nguy hiểm nói cái gì cũng phải cứu hắn một cái chờ hắn đi theo từ đồng lâm đi tới một cái trong đại viện liếc mắt một liền thấy gặp không ít từ gia thôn người có chút nam nhân tụ chung một chỗ hút thuốc nói chuyện phím có vài nữ nhân ngồi chung một chỗ nói chuyện phím đang dệt len sợi y hoặc là nhập đế dây. Nhìn thấy hắn và từ đồng lâm cùng xuất hiện, không ít người ánh mắt đều nhìn sang. Đa số người ánh mắt nhìn hắn, đều mang chút khác thường, trên dưới quan sát, lần nữa dò xét loại cảm giác đó. Hỏi, nhạo bán lời nói cũng thất chủy bác thiệt ném qua đến. Có nam nhân hỏi, cô, tiểu đạo, tiểu tử ngươi cũng lên đê rồi hả? Ta nghe nói hôm nay ngươi đem kim sơn khi dễ rồi hả? Hắc hắc, còn nghe nói ngươi đem từ hàng binh tiểu tử kia đánh thiệt hay giả ngươi chừng nào thì ăn hung ác loại người thì sao một người đàn ông khác ha ha cười khẽ đạo ngươi nói chuyện cẩn thận một chút cẩn thận đứa nhỏ này với ngươi liều mạng một vị phụ nhân cười hỏi tiểu đạo mẹ của ngươi đây làm sao khiến ngươi một đứa bé lên đê rồi hả năm mồm bảy miệng lời nói từ đồng đạo chẳng qua là ánh mắt bình tĩnh quét qua bọn họ một câu cũng không có tiếp lời vẫn là câu nói kia nhiều năm gian khổ thời gian, đã sớm khiến hắn dưỡng thành trầm mặc ít nói thói quen, không tất yếu, hắn không thích nói chuyện. Hắn và từ đồng lâm đi tới dưới mái hiên, tìm khối địa phương, dựa lưng vào tường cứ như vậy ngồi dưới đất, từ đồng lâm còn đang thấp giọng hỏi ai, tiểu đạo. Hôm nay ngươi thật nắm từ hàng binh kia quy nhi tử đánh. Hắc. Ngươi có thể a à, tên kia bình thường duệ, nếu không phải ta sợ đánh không lại hắn, ta đã sớm gọt hắn. Từ đồng đạo cười nhạt rồi cười, ai bảo hắn cướp ta nhà đồ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 14 Từ đồng lâm rơi xuống nước. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ở đây lên trực, đa số thời điểm là nhàn rỗi, không có chuyện gì yêu cầu phạm. Vì vậy, có người tụ chung một chỗ hút thuốc nói chuyện phím, có người tụ chung một chỗ nhập đế giày hoặc là đánh len sợi y, thuận tiện nói chuyện phím, còn có người len lén trốn ở góc phòng, chơi bài bài giết thời gian. Có thể là bởi vì từ đồng đạo hôm nay ở trong thôn nổi tiếng sự, truyền tới đê lên nguyên nhân, từ đồng đạo cùng từ đồng lâm ngồi ở chỗ đó không lâu, liền có mấy cái đàn bà, lão người tụ tới, tò mò hỏi lung tung này kia. Không phải là hỏi hắn có phải thật vậy hay không đánh từ hàng binh? Hoặc là cái gì khác? Đều là cùng sáng hôm nay từ đồng đạo làm những chuyện kia có liên quan từ đồng đạo lời nói có thể không nồng câu có không một câu địa đáp nhưng những thứ này vốn là người nhàm chán cũng không ở ý liền tụ ở hắn và từ đồng lâm nơi này tán gẫu đầu năm nay người nhà quê thích nhất chính là tán gẫu thời gian liền một tí tẹo như thế trôi qua thẳng đến trong phòng có người kêu dọn cơm vừa nghe thấy dọn cơm ngoài nhà tất cả mọi người đều đứng dậy đi vào nhà có người còn chạy chậm từ đồng đạo buổi chiều từ trong nhà trước khi lên đường ăn rồi một chén vịt canh ngâm miếng cháy cho nên bụng cũng không đói nhưng từ đồng lâm đứng dậy thời điểm hô hắn một tiếng đi thôi tiểu đạo mẹ của ngươi đóng qua thước nhanh lên một chút trễ cơm liền bị nhân thêm xong rồi nhanh lên một chút nhanh lên một chút bên này người ta nói xới cơm phổ thông đều nói thêm cơm từ đồng đạo có chút do dự liền đứng dậy đi theo hắn sợ mình bây giờ không ăn nửa đêm thời điểm hội đói hắn nhớ được bản thân mười mấy tuổi thời điểm mặc dù có chút gầy nhưng lượng cơm thật lớn đói bụng đến cũng mau dù sao chính là đang tuổi lớn mẹ hắn mang tới hộp cơm hắn nhận biết vào phòng bếp ở một nhóm hộp cơm cơm trong vạc liếc mắt liền nhận ra nhưng hắn mở ra hộp cơm nhìn thấy trong hộp cơm món ăn thời điểm tâm lý có chút cảm giác khó chịu trong hộp cơm món ăn là mẫu thân sớm chuẩn bị ở đây lên trực, mọi người thống nhất đóng gạo, sau đó phân phát một người phụ nữ, mượn dụng chủ nhà đại oa nấu cơm tập thể. Mà mỗi người ăn món ăn, liền cần mỗi người chính mình từ trong nhà mang có sẵn. Từ đồng đạo ánh mắt quét một vòng người khác hộp cơm trong bồn cơm món ăn, liếc mắt nhìn sang, trên căn bản đều so với mẹ hắn trong hộp cơm món ăn phải tốt hơn nhiều. Mà mẹ hắn trong hộp cơm chỉ có một chút dưa muối cùng một đống nhỏ xào cải xanh. Những thứ này bản là mẫu thân là chính nàng chuẩn bị món ăn, lúc này là hắn cái này làm con trai thức ăn. Như vậy món ăn, hắn không đến nỗi ăn không ngon. Nhưng suy nghĩ mẹ gần đây hàng ngày lên đê trực, hàng ngày ăn đúng là những thứ này, trên người còn lên cơn sốt đã lui không chút tạp chất, trong lòng của hắn liền cảm giác khó chịu. Tâm lý đối với cái đó không chịu thua kém phụ thân hận ý cũng liền càng đậm. Đi theo đại phía sau nhà, thêm nửa hộp cơm cơm từ đồng đạo buông xuống sẻn cơm thời điểm, từ đồng lâm kinh ngạc nói, tiểu đạo, ngươi buổi tối liền ăn như vậy điểm à, có phải là ngươi hay không mẫu thân lưu món ăn ngươi không thấy ngon miệng? Không có chuyện gì. Ngươi thêm, nửa điểm cơm, ta món ăn hai ta ăn chung. Thực sự, mẹ ta hôm nay cho ta thiêu hai cái cá giết, còn chưng rồi thịt muối đây. Hai ta ăn chung, đủ. Từ đồng đạo liếc nhìn hắn một cái, khẽ mỉm cười một cái, xoay người rời đi lò bếp thuận miệng nói không phải là không cần ta buổi chiều lúc tới ăn rồi bây giờ bụng không thế nào đói ngươi ăn ngươi đi hắn mặc dù nói như vậy nhưng chờ hắn đi tới sau nhà ngồi xổm ở dưới mái hiên lúc ăn cơm theo tới từ đồng lâm hay lại là nhiệt tình từ trong hộp cơm của chính mình gấp một cái thịt kho tàu cá giết cùng mấy miếng thịt muối đặt ở từ đồng đạo cơm trên đầu từ đồng đạo từ chối không hết trong lòng cũng có chút làm rung động hắn cái này bản thân, nhân thật tốt vô cùng, ít nhất đối với hắn từ đồng đạo rất tốt, nếu như tùy ý người này còn giống nguyên thời không như vậy chết đuối trong nước sông, thực sự quá đáng tiếc. Hai người ngồi xổm ở dưới mái hiên ăn rồi chưa mấy hớp, không trung liền lại hạ khởi hoa lạp lạp mưa lớn. Năm nay mưa dầm kỳ, thật giống như mỗi ngày buổi tối đều phải hạ mưa lớn. Mưa một chút, từ đồng đạo bọn họ chỉ có thể vào trong phòng ăn cơm. Vừa mới vào nhà chỉ nghe thấy một người nam nhân thuyết ai Quỷ này thiên, đây là muốn diệt nhân A à, Trong nước mực nước đều cao như vậy, còn trời mưa lớn như vậy đội trưởng Tối hôm nay sẽ không lại muốn chúng ta lên đê đi chọn thêm đầu canh chứ Một người đàn ông khác tiếp lời, ta phỏng chừng tối nay lại muốn đi chọn đất rồi Những người khác cũng thất chủy bác thiệt vừa nói lời tương tự Từ đồng đạo nhận thức cho bọn họ đội sản xuất đội trưởng tuy nói nông thôn sớm đã đem ruộng đất thực hành gia đình nhận thầu nằm đó đội sản xuất trong ngày thường đã không nhân vật gì cảm giác nhưng giống lên đê chống lũ loại sự tình này vẫn là lấy đội sản xuất hình thức đến tổ chức lúc này từ đồng đào chỉ nghe thấy bọn họ đội sản xuất đội trưởng lắc đầu một cái thuyết khó mà nói ta phỏng chừng chỉ sợ là muốn tìm thêm đầu canh trong nước mực nước quá cao thêm đầu canh là phòng lục lúc một loại phòng lục thủ đoạn ở nước sông mực nước quá cao sắp tràn đầy qua đê canh thời điểm cần người lực gánh đất ở đê canh lên lại thêm một cái rộng nửa mét tả hữu bờ ruộng dùng để ngăn lại sắp tràn đầy qua đê canh nước sông loại chuyện lặt vặt này rất mệt mỏi nhân bởi vì yêu cầu chọn thêm đầu canh thời điểm thường thường là tấn tình thời điểm nguy cấp phổ thông đều là gió táp mưa xa khí trời trong thúc giục mọi người tăng thêm tốc độ từ đàng xa gánh đất tới từ đồng đạo trong lòng cầu nguyện tối nay không cần làm việc này bởi vì hắn hiện ở bộ này 17 tuổi cơ thể, bả vai còn không có làm sao gánh qua đồ vật, tối hôm nay thật nếu để cho hắn đi gánh đất chọn thêm đầu canh nói, vai hắn sợ rằng không chịu nổi. Cái này cùng hắn bây giờ khí lực lớn tiểu không có quan hệ gì, trong ngày thường không thường thường gánh trách nhiệm người, bả vai đều không chịu nổi cái này lực. Đáng tiếc cầu nguyện của hắn hiển nhiên không tạo tác dụng, bọn họ nơi này vừa ăn xong cơm không mấy phút, ngoài nhà đã tới rồi một người mặc áo mưa hán tử, chưa vào cửa đứng ở ngoài phòng trong mưa to phòng đối diện trong hôn một tiếng đội ba đấy lên đê lên đê đều cầm lên trọng trách nhanh lên một chút lên đê đi chọn thêm đầu canh trong phòng từ đồng đạo bọn họ để tam đội sản xuất đội trưởng đáp đáp một tiếng ngoài nhà hán tử kia liền sải bước đi người nhìn dáng dấp phải đi nơi khác thông báo khác đội sản xuất rồi đều nghe chứ còn lề mề cái gì chứ tất cả nhanh lên một chút cầm lên trọng trách theo ta lên đê canh. Đi trễ nhưng phải xui xẻo. Đội trưởng lớn tiếng thúc giục mọi người. Từ đồng đạo nhìn thấy mọi người đều đi nắm riêng mình áo mưa cùng đòn gánh những vật này, cũng nghe thấy mọi người thấp giọng than phiền. Bao gồm bên cạnh hắn từ đồng lâm than phiền, sách mẹ nó. Lão tử đến lăn lộn ngày, lại vượt qua chọn thêm đầu canh, u tập đánh cho. Từ đồng lâm than phiền, thật ra thì cũng là từ đồng đạo lúc này tiếng lòng nhưng có biện pháp gì đây phía trên chỉ thị truyền xuống hắn cũng không dám không đi thật bị bắt điển hình đây chính là hỏng bét không có cách nào không thể làm gì khác hơn là hỏi đội trưởng nhà hắn áo mưa cùng trọng trách là ở nơi nào được chỉ điểm từ đồng đạo mặc áo mưa vào cầm lên đòn gánh cùng túi theo mọi người cùng nhau tiến lên đê canh phía trên đi mới vừa lên đê canh hắn liền dọa cho giật mình vài trăm thước chiều rộng mặt sông mực nước khoảng cách đê canh phía trên nhất lại không cao hơn một thước rồi vẫn đục nước sông vẫn còn ở trong nước lăn lộn lưu hướng hạ du cao như vậy mực nước hắn lớn như vậy là người của hai thế giới chưa từng thấy qua hắn nghe nói qua giống tối nay như vậy mưa lớn nếu như hạ cả đêm lời nói trong nước mực nước tăng lên hơn một thước cũng có thể đây là muốn phá đê rồi không mặc dù hắn biết rõ nguyên thời không bọn họ hương không có phá đê, nhưng lúc này nhìn thấy trong nước mực nước cao như vậy, từ đồng đạo tâm lý vẫn là không nhìn được lo lắng. Đang lúc này, bên cạnh hắn cách đó không xa từ đồng lâm thật giống như đột nhiên bị cái gì kinh sợ, một tiếng sợ hãi kêu lên, từ đồng đạo bị dọa cho giật mình, liền vội vàng xoay mặt nhìn lại. Lại thấy từ đồng lâm tự như điên vậy đi phía trước chạy như điên, ở mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng lời ngăn cấm bên trong, từ đồng đạo còn chưa kịp phản ứng, từ đồng lâm cũng đã lao ra đê canh, phốc thông một tiếng, không đầu không đuôi chui vào lăn lộn không nghĩ trong nước sông. Lúc ấy liền đem từ đồng đạo cả kinh cả người lông mau dựng đứng, cả người đều sợ ngay người. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 15 Nhảy sông cứu người Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Rắn Rắn Nơi này làm sao có lớn như vậy một con rắn à? Lung tung trong đám người, bỗng nhiên một người chỉ cách đó không xa hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau kêu lên rắn từ đồng đạo nghe tiếng vội vàng hướng người kia ngón tay phương hướng nhìn quả nhiên nhìn thấy một cái dài hơn một thước dưa leo lớn như vậy xích dây xích trắng ở nhàn nhạt trong bụi cỏ nhanh chóng du động chẳng lẽ từ đồng lâm vừa mới chính là bị điều này xích dây xích trắng bị dọa sợ đến chạy như điên mà hoảng hốt chạy bừa địa vọt vào trong nước đi từ đồng lâm sợ rắn từ đồng đạo là biết trên thực tế như loại này không cố gắng đi bộ động vật bò sát rất nhiều người đều sợ cứu người nhanh cứu người a à. khối này khối này nước sông chảy tràn vội như vậy khối này ai sẽ thủy ai sẽ thủy nhanh đi xuống cứu người a à? tiểu lâm tử thật giống như không biết lội ngoà tàu tiểu lâm tử đều hướng xa như vậy rồi ai đây dám đi cứu a à? ta đi hỗn loạn thanh âm của trong rốt cuộc có một người đàn ông biểu thị muốn xuống nước cứu người nhưng hắn mới vừa bước ra hai bước, liền bị một cái hơn 60 tuổi lão đầu đuổi theo dắt tay cánh tay, quát lên, đại sơn. Ngươi xính cái gì có thể à, khối này nước sông vội như vậy, ngươi không muốn sống nữa, ngươi có tin hay không ngươi một chút đi, tiểu lâm tử liền đem ngươi ôm thật chặt, đến lúc đó ngươi biết bơi cũng du không trở về, lão đầu kia, từ đồng đạo nhận biết, là ngọn núi lớn kia đường thúc. Từ đồng lâm rơi xuống nước đến bây giờ, đã qua hảo mấy giây. Thành thật mà nói, khối này nước sông cuồn cuộn, hãy cùng nấu sôi nước sôi tự như, từ đồng đạo cũng có chút sợ, hắn biết bơi không sai, nhưng khối này mấy trăm mét chiều rộng mặt sông, khối này lăn lộn không nghĩ nước sông, hay là để cho trong lòng của hắn có chút trục trè. Bởi vì hắn biết rõ ở nơi này dạng xiết lưu thủy bên trong, coi như biết bơi, cũng vô cùng nguy hiểm. Húng hồ là xuống nước cứu người. Nhưng trong thôn nhiều người như vậy tại chỗ, lại không ai dám xuống nước cứu người, trì hoãn tiếp nữa, vốn là không biết bơi từ đồng lâm sợ rằng sẽ cùng nguyên thời không như thế phải bị chết chìm khối này mấy giây từ đồng lâm đã bị vọt tới cách bờ mười mấy thước địa phương hai tay loạn vũ một cái đầu ở trên mặt nước chìm nổi không chừng liều mạng từ đồng đạo cắn răng một cái liền vội vàng kéo xuống trên người nhựa áo mưa chân trái dẫm đạp chân phải sau đó lại chân phải dẫm đạp chân trái cởi xuống trên chân ủng cao su sau khi bước nhanh chạy như điên ở mọi người kêu lên cùng khuyên can trong tiếng vọt tới bờ sông hai chân đột nhiên phát lực gắn sức về phía trước nhảy một cái phóc thông một tiếng nhào vào lạnh như băng nước sông bên trong hắn biết bơi cho nên vừa rơi xuống nước hắn liền hai tay gắn sức hoa động hai chân ngay cả đặng đầu còn không có toát ra mặt nước cũng đã bơi về phía trước chừng mấy mét cái này gọi là lặn lặn ra vài mét sau đầu hắn đột nhiên lao ra mặt sông theo thói quen cái miệng muốn lấy hơi nhưng mặt bên đột nhiên vọt tới một cơn sóng đột nhiên bao phủ hắn nửa gương mặt, một cổ vẫn đục nước sông, nhất thời sặc vào trong miệng hắn, trong lỗ mũi khục 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 khục, từ đồng đạo bị sặc ho liên tục, lúc này hắn trong lòng ngực khí đã chưa đủ, một bên ho khan, còn phải gắng sức hoa động hai tay, hai chân cũng phải dùng sức lui về phía sau đặng. Thật vất vả hướng trên mặt nước nhảy vọt tới một chút, lại một cơn sóng đánh tới. Giờ khắc này, từ đồng đạo tâm lý chỉ câu có u tập phách, muốn mắng nhưng nhưng căn bản không há miệng nổi đến mắng. Lúc này hắn chỉ muốn mau sớm cứu từ đồng lâm, sau đó đồng thời mau tới bờ, vì vậy, hắn một bên gắn sức về phía trước bơi, một bên nghiêng đầu nhìn, tìm từ đồng lâm bóng dáng. Cũng còn khá, lúc này từ đồng lâm còn ở trong nước bay nhảy dãy dụa, từ đồng đạo nhìn chung quanh, rốt cuộc nhìn thấy từ đồng lâm ở 7-8 mét bên ngoài duỗi một chút tay, đê sông lên các thôn dân mặc dù vẫn không người xuống nước tới cứu người, nhưng nhìn thấy hắn từ đồng đạo nhảy vào trong nước đi cứu từ đồng lâm lúc này cũng ở trên bờ lo lắng lên tiếng cho từ đồng đạo chỉ thị từ đồng lâm vị trí từ đồng đạo cắn răng xuất ra bú sữa mẹ khí lực liều mạng hướng từ đồng lâm bên kia bơi đi cứu rơi xuống nước người kỹ xảo hắn lúc trước nghe nói qua muốn từ đối phương phía sau đến gần đến gần sau đưa tay ông cổ đối phương chỉ có như vậy mới có thể tránh miễn bị hoảng sợ người rơi xuống nước cuốn lấy tay chân hắn nghe nói rơi xuống nước người là không có lý trí có thể nói coi như biết rõ người khác là tới cứu hắn bản năng cũng sẽ để hắn chết chết ông lấy đối phương một khi bị rơi xuống nước người ông lấy hai tay cho dù là ông lấy một cánh tay vậy thì xong rồi hai cái người đều phải chết từ đồng lâm bị cùng cuộn nước sông đi xuống du phóng tới từ đồng đạo chính là theo cùng cuộn nước sông gắn sức hướng từ đồng lâm bơi đi theo xiết nước sông từ đồng đạo du rất nhanh mấy hơi thở giữa, liền bơi tới từ đồng lâm gần bên, lúc này, từ đồng lâm đầu đã nửa ngày không toát ra sang sông mặt, trên bờ thôn dân không ngừng kêu. Sẽ ở đó một khối. Sẽ ở đó một khối. Đúng đúng. Là ở chỗ đó. Ta mới vừa rồi còn nhìn thấy tiểu lâm tử vương tay ra đã tới tiểu đạo. Tiểu đạo. Không được, ngươi liền chui dưới đáy nước tìm một chút, nói thật, từ đồng đạo lúc này không nhìn thấy từ đồng lâm bóng dáng trong lòng là có chút sợ hãi chỉ sợ chính mình không cẩn thận lại đột nhiên bị dưới đáy nước dãy dụa từ đồng lâm ôm bất kể từ đồng lâm ôm lấy hắn nơi nào cái mạng nhỏ của hắn sợ rằng đều phải cùng từ đồng lâm chơi với nhau xong trong lòng của hắn vừa vội vừa sợ cố nén trong lòng sợ hãi không ngừng lặn xuống nghĩ tại dưới nước tìm tới từ đồng lâm thân ảnh của đáng tiếc khối này nước sông quá mẹ nó vẫn đục rồi hắn mỗi lần lặn xuống dưới mặt nước mở mắt nhìn lại ngoại trừ đem mình con mắt sặc làm đau căn bản cái gì cũng không nhìn thấy ở nơi nào tiểu lâm tử ở nơi nào đê sông lên các thôn dân đột nhiên tranh tiên khủng hậu kêu lên tay chỉ một phương hướng vừa vội vừa sợ từ đồng đạo liền vội vàng theo những người đó ngón tay phương hướng nhìn lại rốt cuộc nhìn thấy trên mặt sông một cái tay xuất xuống vui mừng trong bụng từ đồng đạo liền vội vàng gắng sức vạch qua làm từ đồng đạo nắm từ đồng lâm kéo dài tới đê sông bên thời điểm mấy năm nhân liền vội vàng tràn lên lực tổng hợp mang hấp hối từ đồng lâm kéo dài bờ sau đó lại có mấy con tay đưa tới nắm sức cùng lực kiệt từ đồng đạo cũng kéo dài bờ đi từ đồng đạo xuống nước cứu người thời gian thật ra thì không có rất dài nhiều nhất hai ba phút mà thôi nhưng cứ như vậy một hồi từ đồng đạo một thân khí lực đều sắp tiêu hao hết rồi nước sông chảy tràn quá gấp lăn lộn không nghỉ nước sông, còn từng đợt tiếp theo từng đợt địa hướng trên mặt hắn đánh, căn bản không cho hắn thật tốt thở hỗn hỉnh thời gian. Hơn nữa tâm lý vừa vội vừa sợ, sau đó ông từ đồng lâm cổ thời điểm, từ đồng lâm còn dãy dù không nghỉ, đều được lần thành bội địa tiêu hao hắn thể lực. Thẳng đến lúc này, bị mọi người kéo dài bờ, từ đồng đạo mới rốt cục thanh tĩnh lại, cũng mới rốt cục có thể thật tốt lấy hơi. Lúc này hắn có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, lòng vẫn còn sợ hãi vừa mới đi cứu từ đồng lâm thực sự quá nguy hiểm không cẩn thận hắn thì phải theo từ đồng lâm làm một đôi đồng mệnh uyên ương hơn nữa còn là một đôi công uyên ương tiểu đạo tiểu đạo ngươi như thế nào đây ngươi không sao chớ ngươi lá gan thật là lớn a à, gấp như vậy nước sông ngươi cũng dám xuống nước cứu tiểu lâm tử tiểu lâm tử tiểu lâm tử ngươi có khỏe không tiểu tử ngươi mới vừa rồi chuyện gì xảy ra à một con rắn mà thôi liền đem ngươi hù được trong nước đi ngươi mẹ nó thật dọa chết người từ đồng đạo nghe các thôn dân năm mồm bảy miệng thanh âm thở phào mỏi mệt nghiêng đầu hướng từ đồng lâm bên kia nhìn lại nhìn thấy từ đồng lâm còn sống nhìn thấy hắn lồng ngực còn đang phập phồng miệng há toàn vẫn còn ở thở hổn hển từ đồng đạo liền không nhịn được khẽ cười lại nguyên thời không tối nay liền chết đuối mảnh này trong nước sông từ đồng lâm hắn bạn thân bị hắn cứu sống. Thật tốt. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 16 Chúng ta sau này sẽ là anh em ruột. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ra mới vừa rồi nguy hiểm như vậy đại sự, thiếu chút nữa chết chìm nhân, rơi xuống nước từ đồng lâm cùng xuống nước cứu người từ đồng đạo đều nghỉ ngơi. Đội sản xuất trưởng mang theo hai người bọn họ trở lại trước ăn cơm gia đình kia, cầm hai bộ người khác đổi giặt quần áo, khiến hai người bọn họ đổi, sau đó sẽ để cho hai người bọn họ mau về nhà nghỉ ngơi. Coi như đội sản xuất trưởng, mới vừa rồi nhưng bị dọa sợ không nhẹ. Nếu như hai cái 17 tuổi tiểu tử bị chết đuối trong nước, hắn cũng không biết làm sao cho lên mặt cùng hai đứa bé gia trưởng giao phó. Vì vậy, từ đồng đạo cùng từ đồng lâm một người đánh một cây ô, từ đồng lâm trong tay còn có một chỉ đèn pin, hai người thất thiểu địa đi về nhà hai người đều không có bao nhiêu bị ngày nghỉ vui sướng tâm lý càng nhiều hơn chính là sống sót sau tai nạn sợ từ đồng đạo trong lòng cảm thụ có thể phải phong phú hơn một ít hắn suy nghĩ may mắn vừa mới thành công nắm từ đồng lâm cứu đi lên nếu không hắn khối này vừa trọng sinh trở lại chỉ sợ cũng muốn theo từ đồng lâm đồng thời chết đuối trong nước sông rồi thật nói như vậy hắn lần này trọng sinh trở nên không có chút ý nghĩa nào uổng phí hết lần này không giải thích được trọng sinh cơ hội Cám ơn A, à, tiểu đạo, mới vừa rồi nếu không phải ngươi xuống nước cứu ta, ta bây giờ sợ rằng đã biến thành một cổ thi thể rồi. Đi ở từ đồng đạo bên cạnh từ đồng lâm sâu kín vừa nói, từ đồng đạo xoay mặt nhìn, từ đồng lâm lúc này trên mặt không có ngày thường hy tiếu, vẻ mặt phức tạp nhìn từ đồng đạo. Từ đồng đạo tiếu tiếu, không cần khách khí. Chúng ta là huynh đệ A. À. Hắn nói tùy ý, nhưng từ đồng lâm lại gật đầu một cái, nghiêm túc thuyết, đúng. Tiểu đạo mạng của ta là ngươi cứu, từ nay về sau, chúng ta chính là anh em ruột rồi. Sau khi nhà ngươi có chuyện gì có thể sử dụng lên ta, ngươi ngàn vạn lần khác khách khí với ta. Ân cứu mạng, ta từ đồng lâm cả đời đều sẽ nhớ. Từ đồng đạo nhìn hắn hai giây, khẽ gật đầu, được. Vậy sau này chúng ta chính là anh em ruột rồi. Ngươi có chuyện gì, cũng đều có thể nói với ta, sau khi hai ta tuy hai mà một rồi. Từ đồng lâm nghe vậy, rốt cuộc lộ ra một nụ cười, dùng sức gật đầu, hảo, hảo. Qua mấy giây, từ đồng lâm đột nhiên hỏi, đúng rồi, qua mấy ngày chúng ta trung khảo thành tích liền muốn đi ra, ha ha, ta là khẳng định không hy vọng, ngươi thì sao? Lấy thành tích của ngươi, chắc có hy vọng đi. Ngươi có nắm chắc không? Từ đồng đạo tự dễu cười một tiếng, ngươi cảm thấy bằng vào ta nhà tình huống bây giờ, ta sau khi còn có điều kiện đọc sách sao? Không đợi từ đồng lâm tiếp lời, từ đồng đạo chờ thiên tình ta tự ra đi tìm việc làm ngươi thì sao ngươi là tính toán gì đi ra ngoài tìm việc làm ngươi từ đồng lâm cao mày hỏi ý của ngươi là bất kể ngươi lần này có hay không thi đậu trung học đệ nhị cấp ngươi đều dự định đi ra ngoài tìm việc làm vạn nhất thi đậu cũng không đi niệm từ đồng đạo ừ một tiếng từ đồng lâm cao mày không nói sau một lúc lâu than nhẹ một tiếng ai thật không biết ba của ngươi đi đâu vậy, hắn gần đây nếu có thể trở lại là tốt. Từ đồng đạo không tiếng động cười một tiếng. Trong lòng của hắn rất rõ, ba hắn lần mất tích này, thì sẽ không trở lại nữa. Ít nhất hết hạn hắn trọng sinh tiền, mẹ nó qua đời thời điểm, ba hắn đều vẫn không có trở lại. Cho nên, cái đề tài này hắn không nghĩ trò chuyện, trong lòng hắn, hắn đã sớm làm cha mình chết. Hai người trầm mặt lại đi về phía trước nhiều đường, từ đồng lâm lại thở dài một tiếng ai ta cũng muốn đi ra ngoài học tây nghề ba mẹ ta đã sớm giúp ta nghĩ xong để cho ta theo ta ba phía sau đi làm công nhân sau khi liền làm thợ xây đúng rồi ngươi thì sao ngươi qua mấy ngày nữa đi tính toán công việc gì à nếu không ngươi cũng theo ta ba phía sau đi học thợ xây đi thợ xây từ đồng đạo vừa cười một tiếng làm nhỏ công phu làm thợ xây hắn trọng sinh tiền đều làm qua hắn bây giờ thật muốn đi làm căn bản cũng không cần học hơn nữa hắn cũng biết qua chút năm địa ốc hội nên đón đại bạo phát đẳng cấp đến lúc đó phàm là cùng địa ốc tương quan chức nghiệp cũng có thể kiếm không ít tiền cho nên nghe từ đồng lâm thuyết muốn đi làm công nhân học làm thợ xây hắn không tính khuyên can nhưng chính hắn tạm thời nhưng không nghĩ đi công trường thứ nhất bây giờ cách địa ốc bùng nổ còn có thời gian mấy năm lúc này đi công trường một ngày cũng chỉ có thể kiếm hai ba chục, thậm chí còn kiếm không tới nhiều như vậy. Thứ hai hắn bây giờ 17 tuổi, đi công trường, hắn cái này còn không có hoàn toàn trưởng thành thân thể, việc nặng, việc mệt nhọc, đều biết làm rất cố hết sức. Về phần trực tiếp đi làm thợ xây. Trước mắt hắn 17 tuổi tuổi tác, ai sẽ khiến hắn trực tiếp làm thợ xây? Người nào sẽ tin tưởng hắn cái này tiểu tử chưa ráo máu đâu? Nguyên thời không, bà hắn mất tích sau khi, Hắn đi ra ngoài làm thứ công việc, chính là công trường công nhân, kia vài năm thực sự đem hắn mệt thành chó, khả năng cũng là quá mệt mỏi nguyên nhân, ngược lại từ hắn đi công trường làm nhỏ công phu sau khi, hắn đầu liền lại cũng không có dài quá. Sống lại một đời, cũng không phải là không có lựa chọn khác, hắn dĩ nhiên không nghĩ lại đi công trường bán khổ lực. Hôm nay lên đê trên đường, hắn liền nghĩ xong qua mấy ngày đi tìm công việc gì. Không được, ta dự định đi làm đầu bếp từ đồng đạo trả lời như vậy từ đồng lâm từ đồng lâm nghe vậy ngớ ngẩn làm đầu bếp ngươi có phương pháp à không đợi từ đồng đạo trả lời từ đồng lâm ồ một tiếng bừng tỉnh cười nói đúng rồi ta nhớ ra rồi ta nhớ được ngươi có một cái biểu ca chính là làm đầu bếp đúng không ngươi có phải hay không chuẩn bị đi cùng phía sau hắn học tay nghề à nhất định là có đúng hay không từ đồng đạo cậu con trai lớn các lương tài so với từ đồng đạo đại 9 tuổi, hiện nay ngay tại huyện Thành Hồng Tinh Đại Tửu Điếm làm đầu bếp. Nguyên thời không, từ đồng đạo đổi nghề đi học tại nấu ăn, chính là cùng biểu ca các lương tại phía sau học. Đương nhiên, đó là nguyên thời không chuyện. Bây giờ hắn trọng sinh trở lại, tự nhiên không cần lại từ trụ cột nhất bắt đầu học. Cho nên, hắn lắc đầu một cái, không phải là ta dự định chính mình đi xong. Chính mình xong. Từ Đồng Lâm không nhịn được nhiều lần khuyên Từ Đồng Đạo, mãnh liệt đề nghị Từ Đồng Đạo hay là đi cùng biểu ca phía sau đi học hai người vừa đi vừa nói, cứ như vậy một đường trò chuyện về nhà. Vào thôn thời điểm, đã là buổi tối gần 8 giờ. Từ Đồng Đạo lúc về đến nhà, cửa nhà đã quang, gian nhà chính hai bên căn phòng cửa sổ ngược lại còn lộ ra ánh sáng. Hắn tự tay vỗ một cái môn, trong phòng truyền tới mẹ thanh âm, người nào nhỉ? Người nào nhỉ? Mẹ là ta. Từ đồng đạo đáp một tiếng, đi theo chỉ nghe thấy một loạt tiếng bước chân truyền tới, sau đó cửa mở ra, mở cửa là đệ đệ hắn từ đồng lộ, nhưng mẹ và em gái cũng đều nghi ngờ đi nhanh tới. Mẹ, tiểu đạo. Ngươi không phải là lên đê đi sao? Tại sao lại trở lại? Mùi mùi các ngọc châu gồ, đại ca, trên người của ngươi đây là người nào quần áo nhỉ? Ngươi y phục của mình đây em trai từ đồng lộ cũng nhìn từ trên xuống dưới hắn, câu mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Tiểu lâm tử rơi xuống nước, ta đem hắn cứu đi lên sau, đội trưởng sẽ để cho ta cùng hắn trở lại, y phục của ta ước, đây là đội trưởng nắm cho ta. Từ đồng đạo đơn giản giải thích, đi vào gian nhà chính, hắn nói hời hợt, lại để cho mẹ hắn đám người nghe nghi ngờ hơn rồi, càng nhiều hơn vấn đề hướng hắn ném đến. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 17 huynh đệ đồng thủ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Từ đồng đạo thừa dịp đốt nóng nước tắm thời gian, trả lời mẹ, em trai, mùi mùi một nhóm vấn đề. Tối nay hắn nhảy sông cứu người, mặc dù nhưng đã đổi quần áo, nhưng nước sông đục ngầu, trên người hắn thật không thoải mái, cho nên về nhà một lần phải đi phòng bếp nấu nước, chuẩn bị tắm. Từ đồng lâm bị một con rắn bị dọa sợ đến ngã vào trong nước chuyện, từ từ đồng đạo trong miệng nói ra, nắm các tiểu trúc, từ đồng lộ, các ngọc châu ba người giật nảy mình. Đặc biệt là nghe tới lúc ấy không ai dám xuống nước cứu người, nhưng từ đồng đạo lại nhảy vào trong nước đi cứu từ đồng lâm thời điểm, các tiểu trúc sắc mặt đều hù dọa trắng. Cho dù từ đồng đạo lúc này liền cẩn thận ở trước mắt nàng, nàng vẫn là không nhìn được lo lắng, luôn miệng truy hỏi sau đó thế nào từ đồng đạo vô tình hù dọa bọn họ, dĩ nhiên là hời hợt thuyết rồi kết quả. Mẹ, trên người của ngươi hết sốt sao? từ đồng đạo nhớ tới chuyện này liền vội vàng hỏi các tiểu trúc trấn an cười một tiếng ta tốt hơn nhiều ngươi không cần lo lắng từ đồng đạo không yên tâm đứng dậy sờ một cái mẹ cái tráng lại sờ một cái tráng mình chân mày hơi nhíu lại mẹ hắn sốt còn không có lui ngươi buổi tối uống thuốc sao ừ ăn ngày mai nhất định có thể tốt ngươi không cần lo lắng cho ta đúng rồi ngày mai hay lại là mẫu thân lên trên đê chứ mẫu thân không dám để cho ngươi đi. Không. Mẹ. Ngươi mau đi ngủ đi. Ngọc Châu. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, tối hôm nay ngươi liền theo mẫu thân ngủ chung, ban đêm nhớ sợ một cái mẹ cái tráng, một khi phát hiện mẹ nhiệt độ cơ thể quá cao, ngươi nhớ phải mau đến cho ta biết cùng ngươi nhị ca. Nhớ sao? Một câu tiếp theo lời nói, từ đồng đạo là đối với muội muội các Ngọc Châu phân phó. Các Ngọc Châu rất ngoan ngoãn, liền vội vàng gật đầu đáp ứng các tiểu trúc cau mày không cần ta uống thuốc tối hôm nay mới có thể giảm sốt cứ như vậy nói xong rồi à ngày mai hay là ta lên trên đề ngươi và em trai mùi mùi ở nhà thật tốt từ đồng đạo lắc đầu mẹ ngươi cũng đừng theo ta cãi đừng nói ngươi tối nay sốt không nhất định có thể lui rồi coi như có thể lui ngày mai ngươi khẳng định cũng không khí lực gì cho nên lên đê chuyện hay là giao cho ta đi ta theo tiểu lâm tử không giống nhau, ta không hắn nhát gan như vậy, cũng không giống cái kia dạng ta không biết bơi thủy, a à, cứ định như vậy. Ngọc Châu, ngươi mau đỡ mẫu thân đi nghỉ ngơi, chúng ta hạ tắm cũng ngủ. Ai, tốt, đại ca. Các Ngọc Châu liền vội vàng đỡ tay của mẫu thân cánh tay, thấp giọng kêu mẹ trở về phòng đi nghỉ ngơi. Các tiểu trúc còn muốn tranh cãi, từ đồng đào chẳng qua là lắc đầu. Chờ mẹ và em gái đi rồi, trong phòng bếp liền chỉ còn lại từ đồng đạo, từ đồng lộ hai huynh đệ. Từ đồng đạo ngồi ở lòng bếp khẩu cúi đầu nhóm lửa, từ đồng lộ ngồi ở chậu nước đổ lên, hai chân treo trên bầu trời toàn, trao mày, trầm mặt nhìn từ đồng đạo. Từ đồng đạo dương mắt liếc hắn một cái, lãnh đạm nói, ngươi còn không đi ngủ, đợi ở chỗ này làm gì? Mau đi ngủ đi. Từ đồng lộ im lặng mấy giây, bỗng nhiên mở miệng, mẹ nói ngươi dự định đi đi làm kiếm tiền, dừng một chút lại tăng thêm câu ngươi vạn nhất thi lên trung học đây. Ngươi cũng không có ý định đọc. Từ đồng đạo cúi đầu, tiện tay cầm cái bó củi bỏ vào lòng bếp trong, nhàn nhạt từ một tiếng. Từ đồng lộ chân mày nhíu chặt hơn, bỗng nhiên từ chậu nước lên nhảy xuống, cất cao giọng, đạo không được. Ta không đồng ý, ngươi nếu là không thi đậu trung học đệ nhị cấp thì coi như xong đi, nhưng nếu như ngươi thi đậu, vậy thì ta đi đi làm kiếm tiền, ta tới tạo điều kiện cho ngươi môn. Nghe hắn nói như vậy, từ đồng đạo cũng không có kích động. Biểu tình bình tĩnh dương mắt nhìn về phía từ đồng lộ, giọng vẫn rất bình đạm, ta không thương lượng với ngươi, ngươi có đồng ý hay không, đều không sửa đổi được quyết định của ta, còn có ta là ca của ngươi. Kiếm tiền sự, không tới phiên ngươi. Trừ phi ta từ đồng đạo vô năng, tiền kiếm không nuôi sống các ngươi, thật đến lúc đó, ngươi làm quyết định gì, ta cũng sẽ không có ý kiến. Không được ngươi theo ta sung mãn đại ca gì đây? Ngươi cũng liền lớn hơn ta một tuổi. Ta không cần ngươi kiếm tiền cung cấp ta đi học, ta cũng không muốn đọc. Từ đồng lộ quả quyết phản đối, thần tình kích động. Từ đồng đạo hí mắt nhìn hắn chầm chầm một cái biết, chậm rãi đứng dậy, đi tới, đi tới từ đồng lộ trước mặt, ánh mắt lăng lệ, khoảng cách gần nhìn chầm chầm từ đồng lộ ánh mắt của, thấp giọng nói, ta nói, ta không thương lượng với ngươi. Từ đồng lộ ta cảnh cáo ngươi ngươi kế tiếp thành tích nếu là trật xuống lợi hại ta đánh gãy chân của ngươi ta là lão đại kiếm tiền là trách nhiệm của ta mà trách nhiệm của ngươi chính là thật tốt đọc sách sang năm ngươi nếu là không thi đậu trung học đệ nhị cấp ta cũng như thế đánh gãy chân của ngươi ánh mắt bén nhọn như vậy từ đồng đạo từ đồng lộ hiển nhiên chưa thấy qua cho nên ở từ đồng đạo lúc này ánh mắt sắc bén bức thị hạ tự động lộ không nhìn được lui về phía sau nửa bước, nhưng hắn trong xương bướng bỉnh, khiến hắn cảm thấy xấu hổ, cho nên, sắc mặt rất nhanh thì đỏ bừng lên, cứng cổ, hồ ngươi bớt đi. Ngươi dựa vào cái gì quản ta? Ngươi cũng không phải là cha ta. Hơn nữa ngươi cũng chưa chắc đánh thắng được ta, hắn rất tức giận, kêu thanh âm không nhỏ. Nhưng hắn không biết trọng sinh mà đến từ đồng đạo tính khí, hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy từ đồng đạo đột nhiên bên phải duỗi tay ra, năm ngón tay hung hăng bóp từ đồng lộ cổ của, ánh mắt hung ác trận mắt nhìn. Từ đồng lộ ngay cả vội vàng hai tay đi bài từ đồng đạo tay, nhưng hắn nơi này còn không có đẩy ra, từ đồng đạo tay phải cũng dùng tới, hai tay chặt chẽ bóp từ đồng lộ cổ của, tùy ý từ đồng lộ làm sao giải dụa, nói dốc đều nói dốc không mở. Trong miệng đức quảng, khó khăn kêu, ngươi, ngươi buông tay. Từ đồng đạo, lão tử cho ngươi buông tay. Ngươi đừng ép lão tử hắn càng kêu, từ đồng đạo bóp lại càng chặt. Thế nào? Thế nào? Đại ca! Xảy ra chuyện gì? Giang nhà chính trong truyền tới tiếng bước chân, cùng với mẹ và em gái kinh nghi hỏi. Trong phòng bếp, từ đồng đạo đẩy ra em trai từ đồng lộ, đẩy từ đồng lộ hai chân đụng ở sau lưng chậu nước lên, thiếu chút nữa ngã xuống. Đừng cho là ta ở đùa giỡn với ngươi. Từ đồng lộ. Ngươi nhớ kỹ cho ta, sau khi cái nhà này ta quyết định ta khiến ngươi hảo hảo đọc sách ngươi liền cho ta thật tốt đọc sách dám không nghe lời ta liền quất ngươi hạ thấp giọng quát hoàng từ đồng lộ từ đồng đạo quay đầu đối với gian nhà chính bên kia hôn một câu mẹ không việc gì các ngươi nhanh đi ngủ đi thật không có sự mẹ các tiểu trúc cùng mùi mùi các ngọc châu vẫn là không yên lòng hai người tới gian nhà chính cửa sau nơi ấy thọ đầu hướng trong phòng bếp vọng vừa mới thu thập xong em trai từ đồng đạo trở về cho các nàng một nụ cười mà vừa mới bị thu thập từ đồng lộ là bởi vì sĩ diện hảo mà sụ mặt nghiêng đầu không nói một lời mẹ và em gái gặp hai anh em họ thật tốt mặc dù hay lại là hồ nghi nhưng cũng không có đến phòng bếp vậy các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi chúng ta đã quá khó khăn hai huynh để các ngươi cũng đừng lại xào xáo đều cho mẫu thân tiết kiệm một chút tâm được rồi mẹ các tiểu trúc không nhìn được dặn dò bọn họ yên tâm đi mẹ từ đồng đạo cười đáp lại từ đồng lộ mắt lạnh quét hắn liếc mắt biểu môi một cái vẫn không nói một lời mẹ và em gái trở về đi ngủ từ đồng lộ vừa giận lại sợ nhìn nhìn từ đồng đạo khẽ cắn răng cũng xoay người sải bước đi vì vậy trong phòng bếp liền chỉ còn lại từ đồng đạo một người hắn thật ra thì không tưởng tượng mới vừa rồi như vậy đối với em trai động thủ thực sự không nghĩ nhưng hắn lại rất rõ ràng bản thân em trai trong xương có nhiều phản nghịch đặc biệt là ở cha mất tích sau khi căn bản là vô pháp vô thiên ai nói cũng không nghe từ đồng đạo không tin rằng gần bằng miệng của mình thuyết là có thể bao ở cái này không bớt lo em trai mà hắn nhiều nhất mấy ngày sau thì đi trong huyện tìm việc làm kiếm tiền sau khi khẳng định cũng không có thời gian hàng ngày nhìn từ đồng lộ. Cho nên, mới vừa rồi nhìn từ đồng lộ kiêu căng khó thuần bộ dạng, hắn liền không nhìn được động thủ. Lúc đó hắn muốn nếu đạo lý lên nói không thông, vậy thì động thủ đi. Khiến tiểu tử này sau khi sợ ta, vẫn tốt hơn hắn người nào cũng không sợ, tiếp tục vô pháp vô thiên. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 18 Giao tâm nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Từ đồng đạo tắm xong, đi tới phòng ngủ thời điểm, vừa vào cửa đã nhìn thấy đệ đệ của hắn từ đồng lộ đã ngủ ở trên giường. Nhà hắn nhà ở không lớn, coi là gian nhà chính, cũng liền ba gian nhà bằng đất, phía đông là hắn phòng ngủ của cha mẹ, phía tây căn này trung gian dùng miếng trúc cùng thương dịp cách một đạo, tường, mang cả phòng chia ra làm hai. Mùi mùi của hắn các ngọc châu ở phòng trong, hắn và em trai từ đồng lộ liền ở bên ngoài căn này, hai anh em họ từ nhỏ đã ngủ một giường lớn. Từ đồng lộ ngủ ở trên giường một bên, hắn từ đồng đạo ngủ ở giường bên ngoài. Trong căn phòng đèn vẫn sáng, từ đồng đạo sau khi vào cửa, nhìn thấy em trai từ đồng lộ ngủ ở trên giường mặt không nhúc nhích. Ngủ thiếp đi. Hắn nhàn nhạt hỏi một câu. Từ đồng lộ không có phản ứng, tự hồ thực sự ngủ thiếp đi. Nhưng từ đồng đạo biết rõ tiểu tử kia khẳng định còn tỉnh, chỉ bất quá bởi vì hắn vừa mới động thủ bấm cổ của hắn cho nên tiểu tử này bây giờ với hắn sinh buồn bực đây tiện tay đóng cửa phòng từ đồng đạo theo bản năng sờ một cái hai bên túi quần trọng sinh tiền hắn hút thuốc rất nhiều năm gặp phải sự tình cũng sẽ theo thói quen rút ra điếu thuốc đây là một loại trong lòng lệ thuộc vào nhưng lúc này dĩ nhiên là sờ trống không hắn trên người bây giờ không khói cười nhạt rồi cười từ đồng đạo thở dài đi tới ở mép giường ngồi xuống ánh mắt phức tạp nhìn giữa giường bên giả bộ ngủ em trai. Hai anh em họ chỉ thua kém một tuổi, từ nhỏ lại vừa là ngủ cùng một tờ giường lớn lên, cảm tình tự nhiên rất sâu. Nhưng trọng sinh tiền những năm kia việc trải qua khiến hắn đối với chính hắn một em trai cảm thụ rất phức tạp. Hắn biết rõ mình em trai bản tính không xấu, nguyên thời không sợ dĩ đi lên đường nghiêng, cuối cùng đem mình dậy vào vào trong tù đi đợi ba năm, nguyên nhân chủ yếu là đang ở ba hắn trên người. Mang theo đại bá mẫu bỏ trốn cha không chỉ có rất không chịu trách nhiệm, còn để cho bọn họ cả nhà ở trong thôn đều không ngóc đầu lên được. Không gần như chỉ ở bọn họ từ gia thôn không ngóc đầu lên được, tại chỗ có thân thích trước mặt, tại chỗ có nghe nói qua chuyện này đồng học, trước mặt bằng hữu, bọn họ cũng không ngóc đầu lên được. Loại sĩ nhục này cảm giác khiến từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo từ đồng lộ căn bản liền chịu không được, từ tiểu học bắt đầu hàng năm nắm văn bằng từ đồng lộ, vẫn luôn là kiêu ngạo nhưng từ ba hắn mang theo đại bá mẫu bỏ trốn sau khi, mỗi người nhìn ánh mắt của hắn, đều giống như đang nhìn một chuyện tiếu lâm, rất nhiều người đều tại sau lưng của hắn chỉ chỉ trỏ trỏ, xì si xào bàn tán, quá đáng hơn, thậm chí ở ngay trước mặt hắn, tự ra ngôn chăm chọc. Như vậy việc trải qua, hắn từ đồng đạo đã từng từng chịu đựng không ít. Bất đồng chẳng qua là, hắn từ đồng đạo nội tâm không kiêu ngạo như vậy, tâm tính cũng càng thâm trầm một ít, cho nên hắn có thể chịu được nhưng hắn người em trai này từ đồng lộ hiển nhiên không nhịn được. Cho nên ở nguyên thời không, từ đồng lộ tính tình đại biến rồi, ai lời nói cũng không nghe, bất kể người nào cùng hắn nói chuyện, hắn đều rất không nhịn được, sách cũng không tâm tư đọc, trụy lạc được phi thường nhanh chóng. Từ đồng đạo trong nội tâm đối với cha hận vô cùng, nhưng một mực rất thương tiếc em trai từ đồng lộ, càng nhiều hơn chính là hận thiết bất thành cương. Tối nay mùi mùi ở phía đông căn phòng theo mẹ ngủ chung, cho nên phía tây căn phòng chỉ có hắn và Từ Đồng Lộ. Từ Đồng đạo cảm thấy tối nay thật thích hợp hắn và em trai đóng giao tâm. Mặc dù hắn không tin rằng một lần giao tâm liền có thể cải biến em trai Từ Đồng Lộ, nhưng hắn vẫn muốn thử một chút. Hắn thực sự hy vọng em trai có thể nhanh lên một chút hiểu chuyện, hy vọng hắn có thể tiếp tục giữ đi lên. "Tiểu Lộ, ta biết ngươi còn chưa ngủ, chúng ta trò chuyện một chút chứ?" Từ Đồng đạo nhìn không nhúc nhích Từ Đồng Lộ nổi lên câu chuyện nhưng hắn nói xong lời này giữa giường bên từ đồng lộ nhưng vẫn là không phản ứng chút nào tự như có lẽ đã ngủ rất say từ đồng đạo không cảm thấy bất ngờ khối này là đệ đệ hắn từ đồng lộ phong cách vì vậy hắn liền bắt đầu lầm bầm lầu bầu cha ta không tinh thần trách nhiệm hắn chạy đã là sự thật tiểu lộ trên cái thế giới này rất nhiều thứ chúng ta đều có thể lựa chọn nhưng một cặp dạng gì cha mẹ là chúng ta không có cách nào chọn đây là mệnh chúng ta chỉ có thể tiếp nhận giữa giường bên từ đồng lộ vẫn không phản ứng chút nào từ đồng đạo than nhẹ một tiếng tựa vào đầu giường hơi híp mắt lại tiếp tục ta biết than thượng như vậy một cái lão tử cho ngươi rất tức giận cũng để cho ngươi rất mất thể diện ta cũng vậy nhưng là có biện pháp gì đây lại mất thể diện khó khăn đi nữa chúng ta cũng chỉ có thể đối mặt cái này thì giống một người không cẩn thận rơi vào trong hầm phân dạ rơi vào hầm phân rất mất thể diện nhưng là tiểu lộ nếu như bởi vì rơi vào hầm phân rất mất thể diện sẽ không từ trong hầm phân bò ra ngoài cuối cùng chết đuối trong hầm phân ngươi không cảm thấy càng mất thể diện hơn sao nói tới chỗ này từ đồng đạo lại liếc mắt một cái em trai từ đồng lộ vẫn không phản ứng chút nào hầm phân cái thí dụ này đều không khiến tiểu tử này kích động khối này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn đây là muốn nắm giả bộ ngũ tận cùng tiến hành a từ đồng đạo cười nhạt, ngửa mặt nhìn trên nóc nhà thương dịp, nói tiếp, tiểu lộ, chúng ta là anh em. Một mẹ đồng bào anh em ruột, ngươi nói. Từ nhỏ đến lớn, ta đánh ngươi sao? Không có chứ. Ngươi có nghĩ tới không, tối nay ta tại sao ra tay với ngươi rồi hả? Ta biết, ngươi bây giờ khẳng định vẫn còn ở giận ta, thậm chí muốn đột nhiên bò dậy đem ta đè lên giường một hồi đấm, ta biết. Ngươi nhất định là nghĩ như vậy. Ngươi muốn thật muốn đấm ta, vậy thì lên đấm đi. Ta bảo đảm sẽ không đánh trả. Nhưng là coi như ca của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể tận lực khôi phục lòng bình thường. Tiếp theo sau đó thật tốt đọc sách, ta biết cái này rất khó khăn, nhưng khối này không phải chúng ta tự cam đọa lạc lý do. Bởi vì bởi vì nhà chúng ta bây giờ hai ta là trụ cột rồi. Nói tới chỗ này, từ đồng đạo vẫn không có nghe em trai đáp lại. Hoặc em trai thực sự đã ngủ rồi nhưng từ đồng đạo nói tới chỗ này nhưng không nghĩ lúc đó dừng lại cho nên hắn dừng một chút lại tiếp tục cha ta là một không chịu trách nhiệm thứ hèn nhát hai ta không thể học hắn huynh đệ ta hai nhất định phải không chịu thua kém coi như không vì chúng ta chính mình cũng phải là mẹ ta là ngọc châu cân nhắc ngươi nói sao tiểu lộ ngươi nhất định phải nghe ca kiếm tiền sự ngươi đừng theo ta cạnh tranh ta lớn hơn ngươi đừng nói lớn hơn một tuổi cho dù là năm thứ nhất đại học thiên đó cũng là lớn hơn ngươi cho nên ở ta không có không nhìn được trước kiếm chuyện tiền bạc không cần ngươi để cân nhắc nhiệm vụ của ngươi chính là thật tốt đọc sách tốt nhất có thể thi lên đại học chúng ta phải đứng lên không thể cả đời khiến nhân xem thường từ đồng đạo lời nói xong rồi nhưng giữa giường bên em trai từ đồng lộ hay lại là không nhúc nhích đối với lần này từ đồng đạo nhìn lướt qua vẻ mặt có chút thất vọng hắn là thật hy vọng có thể thuyết phục em trai. Nhưng nếu như hắn lúc này nhô đầu ra đi, liếc mắt nhìn từ đồng lộ mặt của nói, hắn liền sẽ phát hiện một mực không nhúc nhích từ đồng lộ, trên mặt đã sớm đóng đầy nước mắt, cũng thật chặt cắn môi. Trong bụng thất vọng từ đồng đạo kinh ngạc nhìn nhìn nóc nhà thương dịp, phát một lúc lâu ngây ngô, cuối cùng lần nữa than nhẹ một tiếng, đứng dậy cởi quần áo lên giường, sau đó ngủ. Ngày kế trời tờ mờ sáng, từ đồng đạo liền thật sớm thức dậy, đi phòng bếp cầm tôm bổ cào cùng giỏ cá, cuốn ống quần, chân trần nhà, đi ra ngoài làm cá. Trong nhà bây giờ thời gian không dễ chịu, nếu Điền Lý có cá, vậy hắn liền không muốn lãng phí cơ hội, làm điểm cá về nhà, cũng có thể thêm một món ăn. Nếu như có nhiều, còn có thể doanh số bán hàng tiền, bù vào đồ xài trong nhà. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 19 Sáng sớm thu hoạch, Gặp lại sau đã là tâm như chỉ thủy. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio chấm Tông bổ cào cùng giỏ cá đều là từ đồng đạo Gia Gia năm đó lưu lại. Tông bổ cào, danh như ý nghĩa, chính là mò trứng tông dùng bá tử. Nó có ba bộ phận tạo thành, một cây cây trúc một cái hình bán nguyệt võng lưới, cùng với một cái hình bán nguyệt miệt, mi, cung. Võng lưới bản thân là mềm, nó mặc dù có thể trưởng thành hình bán nguyệt là bởi vì võng lưới Kabuto khẩu cố định ở một cái hình bán nguyệt khung lên. Cái này hình bán nguyệt khung, thẳng bên kia là một cây cốt sắt, công trưởng thành hình bán nguyệt là một cây côn gỗ có mà thành. Võng lưới, cây trúc, hơn nửa hình bán nguyệt miệt cung, ba kiện đồ vật dùng sợi dây buộc chung một chỗ, sẽ tạo thành một cái vững chắc hình tam giác. Võng lưới Kabuto khẩu là hướng cây trúc bên này. Tạo thành có điểm giống số lớn cây xúc trác, mang gậy cái chủng loại kia giỏ cá chính là trúc miệt biên chế mà thành khẩu đại bụng đại nhưng ở khẩu cùng bụng giữa có một cái nhỏ dài cổ từ đồng đạo lúc ra cửa ở bên hông buộc một cái cái mảnh vải giỏ cá liền treo ở bên hông hắn mảnh vải lên hắn đi phương hướng là đầu thôn bên kia tây hà thật dài tây hà hai bờ sông đều là đồng ruộng căn cứ kinh nghiệm của hắn giống gần đây thời tiết như vậy trong ruộng thủy khẳng định ngày đêm không ngừng địa đi tây trong sông lưu tại loại này nước chảy dưới sự xung kích, Tây Hà trong cá tôm, sẽ tụ tập ở một cái cái miệng nước chảy, tùy thời chuẩn bị nghịch lương nhi thượng. Hắn lúc nhỏ, hàng năm như vậy mưa dầm mùa, gia gia của hắn luôn là ở đại sau cơn mưa lúc tờ mờ sáng, mang theo tôm bổ cao cùng giỏ cá, đi tây bờ sông những thứ kia miệng nước chảy, bổ cào cá tôm. Thu hoạch thường thường cũng không tệ. Từ đồng đạo từ trong nhà lúc ra cửa, thiên vẫn là tờ mờ sáng, tầm nhìn rõ rất ngắn, trong thôn cũng rất an tĩnh, đi ở trong thôn, một bóng người cũng không có nhìn thấy. Chỉ thỉnh thoảng giật mình mấy tiếng tiếng chó sủa. Ôn ào, một cái chảy vào tay hà thoát nước cự cự nơi miệng, từ đồng đạo thuần thục cầm trong tay tôn bổ cào ném vào trong nước, sau đó vội vàng kéo lên. Hoa lạp lạp âm thanh, khiến khóe miệng của hắn hiện ra một nụ cười. Bởi vì này hoa lạp lạp âm thanh là tôn bổ cào trong ba cái lớn chừng bàn tay cá giết cùng hai cái ngang đâm cá dãy dù phát ra khối này để nhấc bổ cào đi xuống, thì có như vậy thu hoạch, quả thật vui vẻ. Hắn vội vàng nhặt lên khối này mấy con cá, tiện tay ném vào bên hông trong giỏ cá, sau đó đứng dậy, lại ở nơi này thoát nước khẩu bổ cào rồi mấy cái. Thu hoạch chợt giảm, nhưng vẫn nhưng lại bổ cào đến hai cái cá giết, cùng 4,5 cái ngón tay dài bữa ăn con cá. Lại nói, dùng tôm bổ cào bổ cào cá, thật ra thì không có gì kỹ thuật hàm lượng. Muốn thu hoạch được, chủ yếu nhất là đủ chuyên cần tỷ như giống thời tiết như vậy muốn thu hoạch nhiều thức dậy liền muốn đủ sớm bởi vì đẳng cấp trời sáng choang sau khi thoát nước khẩu phía dưới cá tôm sẽ tán được không sai biệt lắm đại khái cũng là bởi vì dùng tôm bổ cào làm cá kỹ thuật hàm lượng không đủ cao đi ngược lại từ đồng đạo em trai từ đồng lộ mặc dù thích làm cá làm tôm nhưng vẫn không thích dùng tôm bổ cào đi làm nếu so sánh lại từ đồng lộ thích càng thích dùng hắn tự chế cái xiên cá. Nhìn thấy cá liếc sau, một gạch chéo đi qua, nếu như xiên đến cá cũng khá lớn, khi dãy dụ kình, sẽ để cho dài mấy mét cái xiên cá gậy đều rung rẩy động không ngừng, nhìn cũng làm người ta vô cùng vui vẻ. Cảm giác thành tựu trang đây. Cái xiên cá, từ đồng đạo cũng sẽ dùng, xiên cá kỹ thuật, cũng còn có thể. Nhưng hắn chờ lát nữa còn phải thay mẹ lên đê đi trực, cho nên hắn chỉ có thể thừa dịp trời còn chưa sáng hẳn, nắm tôm bổ cào đi ra trị một cái. Một đường đi, phàm là nhìn thấy có thoát nước khẩu đi tây trong sông thoát nước, từ đồng đạo chính là một tôm bổ cào ném xuống, kéo lên lúc tới, có lúc có thu hoạch, có lúc rỗng tuyết, thật khảo nghiệm kiên nhẫn. Mà hắn không thiếu kiên nhẫn. Nửa giờ một giờ trôi qua, mắt thấy trời đã sáng choang, bên hồng hắn trong giỏ cá đã thu hoạch hơn nửa giỏ cá đủ loại cá lớn, tiểu ngư lớn có hai cân nhiều, là một cái cá lóc. Nhỏ nhất chính là những thứ kia chỉ có hắn nón trỏ dài như vậy tiểu bữa ăn con cá rồi. Cần phải trở về, cuối cùng một bừa cào từ đồng đạo liếc nhìn cách đó không xa một cái khác thoát nước khẩu, tâm lý quyết định đi nơi đó lại bổ cào một cái liền về nhà rồi, cách đó không xa cái đó thoát nước khẩu, nhìn thật giống có cá bộ dạng, bởi vì cái đó thoát nước khẩu hai bên trái phải, đều có không ít bèo. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, loại này có bèo địa phương, phổ thông đều sẽ có cá. Hắn sải bước đi tới, hít một hơi, thuần thục mang tôm bổ cào ném xuống, sau đó vội vàng kéo lên. Trong túi lưới truyền tới dãy dội lay động cảm giác, động tĩnh vẫn còn lớn. Từ đồng đạo tâm lý vui mừng, cho là lại bổ cào đến một con cá lớn, nhưng tôm bổ cào kéo lên mặt nước thời điểm, hắn ngẩn ngơ, tôm bổ cào trong túi lưới ngoại trừ một cái tiểu cá giết, vẫn còn có một cái ba ba, liếc mắt khả năng có nặng hai, ba cân lúc này cái này xui xẻo ba ba đang ở hắn tôm bổ cào trong túi lưới cố gắng leo lên muốn bò ra ngoài nhưng là khả năng sao tỉnh hồn lại từ đồng đạo vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất mang tôm bổ cào kéo đến trên bờ cũng nhanh chóng cách xa bờ sông khuôn mặt vui sướng nụ cười trong mắt hắn cái này ba ba là tiền giấy hình dáng đầu năm nay như vậy một cái ba ba khả năng không bán được cái gì giá cao nhưng lẫn nhau so với bình thường sức lao động một ngày chỉ có thể kiếm hai ba chục khối tiền lương cái này ba ba khẳng định vẫn là đáng tiền mới có thể bán hơn một trăm khối hoặc đều đủ mùi mùi học kỳ kế tiền ghi danh rồi thu tôm bổ cào trong cái này ba ba cùng cái điều tiểu cá giết từ đồng đạo đi trở về phủ dọc theo đường đi khóe miệng đều chứa đựng nụ cười lúc tới bởi vì phải bổ cào cá cho nên hắn dùng thời gian tương đối dài dùng rồi hơn một tiếng trở về thì mau hơn, ước chừng 20 phút, cửa thôn ngay tại nhìn. Còn không có vào thôn khẩu, xa xa, hắn đã nhìn thấy trong thôn đã có lượng lờ khói bếp ở khắp nơi dâng lên, hiển nhiên, trong thôn đã có không ít người dậy làm điểm tâm rồi. Sắp đến cửa thôn thời điểm, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Là các tiểu ngư. Nàng mặc toàn một cái mài nước xanh quần dinh, trên người một món màu hồng tê, sớt áo lót, chân mang một đôi hồng sắc ủng cao su, trên cánh tay khoác một cái trúc miệt biên giỏ thức ăn, nhìn dáng dấp tự hồ phải đi vườn rau trích món ăn. Vừa mới làm cá trở về từ đồng đạo tự nhiên biết rõ trong thôn điện mặc dù đều thủy im rồi, nhưng vườn rau địa thế muốn cao một chút, cho nên phần lớn vườn rau cũng không có bị im. Các tiểu ngư ngược lại cùng hắn trong trí nhớ như thế, thanh xuân tịnh lệ. Nhìn thấy nàng một khắc kia, hắn cũng nhớ từ bản thân đã từng thích qua nàng. Hai người đối diện gặp nhau, các tiểu ngư cũng nhìn thấy hắn nàng nhìn ánh mắt của hắn có chút khác thường không nữa như từ đồng đạo trong trí nhớ bộ kia chán ghét biểu tình hắn còn chú ý tới nàng muốn nói lại thôi tự hồ muốn cùng hắn chào hỏi nhưng hắn cũng không có động lòng hắn chẳng qua là nhàn nhạt cười cười cảm giác vận mạng kỳ diệu nguyên thời không các tiểu ngư mỗi lần nhìn ánh mắt của hắn đều là chán ghét sau đó rất nhiều năm sau khi gặp nhau nửa thời điểm đã sớm tốt nghiệp đại học các tiểu ngư mỗi lần nhìn thấy hắn, hãy cùng nhìn thấy người xa lạ không có gì khác biệt rồi, đều không thèm nhìn hắn liếc mắt. Cho nên, từ đồng đạo đã sớm đối với nàng không có ý nghĩ rồi. Nhưng lúc này, trên mặt hắn nụ cười nhàn nhạt rơi vào các tiểu ngư trong mắt, nàng lại lập tức lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa, nàng thật giống như nguyện ý cùng hắn kết giao bằng hữu. Nhưng từ đồng đạo đã cùng nàng sự qua người, bên hồng trong giỏ cá hoa lạp lạp vang, hắn cũng không một chút đưa nàng hai cái cá ý tướng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 20 Bán cá, bán con ba ba. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Vào thôn không lâu, từ đồng đạo xa xa đã nhìn thấy từ vệ tổ giống thường ngày, bưng cái ly trà, trong tay kẹp một điếu thuốc lá, ngồi ở trước cửa ghế tre nhỏ lên nghe máy thu thanh. Từ vệ tổ là ai? Từ vệ tổ là trong thôn có chừng hai gã giáo sư một trong, hơn nữa, từ vệ tổ hay lại là thạch bá tiểu học hiệu trưởng, lúc trước hắn còn chưa phải là hiệu trưởng thời điểm, từ đồng đạo ở thạch bá tiểu học đi học, từ vệ tổ chính là của hắn chủ nhiệm lớp. Nhưng trong lòng của hắn đối với từ vệ tổ từ trước đến giờ đều là khinh bỉ. Chủ yếu ngược lại không phải là bởi vì từ vệ tổ làm người quá quỷ mau, thích cố làm ra vẻ, từ đồng đạo coi thường nhất từ vệ tổ địa phương là từ vệ tổ tham ăn, thèm ăn. Còn nhớ năm đó hắn ở từ vệ tổ lớp học đọc sách thời điểm, từ vệ tổ người này hở một tí ở sớm tự học thời điểm ngồi đang buộc giảng lên gặm bánh bao thịt lớn hoặc là cái gì khác thường thường gặm miệng đầy dầu mỡ nắm lớp học rất nhiều không ăn nổi bánh bao thịt đồng học thèm ăn ám nuốt nước miếng mà mỗi lần từ vệ tổ chú ý tới một màn này sẽ nói với bọn họ nhìn cái gì vậy đều cho ta xem thật kỹ sách trong sách tự có hoàng kim phòng trong sách tự có nhang như ngọc trong sách tự có bánh bao thịt lớn Ngươi nói bực người không? Dù sao thì từ đồng đạo mình biết, bọn họ ban hẳn là không người không khinh bỉ từ vệ tổ. Quá vô sĩ. Không chỉ có như thế, từ vệ tổ còn có bệnh phù chân, ngón chân thường thường ngứa, sau đó mỗi tuần cho bọn hắn lớp học khóa thể dục thời điểm, hắn tổng hội thích ý dời tới một cái ghế, thân thể mập mạp thích ý nằm ở phía trên, sau đó kêu lớp học thành tích kém nhất nam sinh đi qua, cho hắn chà sát ngón chân ngược lại hắn khiến nhân tôn kính không đứng lên nhưng hắn giáo sư chỗ ngồi nhưng vẫn ngồi vững vàng, sau đó còn thăng lên thạch bá tiểu học hiệu trưởng. Từ đồng đạo cảm thấy nguyên nhân có chừng nhị. Đầu tiên hẳn là bởi vì thạch bá tiểu học ưu tú lão sư thái thiếu, có tiểu học năm thứ hai văn hóa, giáo năm thứ nhất, năm thứ hai lão sư cũng có tiểu học không tốt nghiệp, lại giáo lớp năm nếu so sánh lại, từ vệ tổ trung chuyên tốt nghiệp trình độ học vấn, lại nào thì quần hùng. Thứ yếu từ vệ tổ biết làm người nghe nói cùng mặt trên lãnh đạo quan hệ nơi được không tệ. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là từ đồng đạo quan tâm, hắn lúc này nhìn thấy từ vệ tổ ngồi ở trước cửa hút thuốc, uống trà, nghe máy thu thanh, đầu tiên nghĩ tới là mình trong giỏ cá cái kia ba ba, có thể hay không bán cho tên kia. Hắn cảm thấy có hy vọng. Nếu không được, trong giỏ cá cái điều ít nhất hai cân nhiều cá lóc, từ vệ tổ chắc cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Ngược lại từ vệ tổ gia trong không thiếu tiền, miệng lại tham. Vì vậy, tâm niệm vừa động bên dưới, từ đồng đạo mặt lộ vẻ tươi cười, sải bước đi tới, nguyên thời không hắn cái tuổi này, mỗi lần thấy từ vệ tổ, đều là theo bản năng tránh xa xa. Nhưng bây giờ mà, trọng sinh tiền hắn đã là nhanh 40 tuổi người rồi, tâm lý sớm sẽ không sợ từ vệ tổ. Hắn vừa mới đến gần, từ vệ bản gốc đến nửa hí cặp mắt liền mở ra, liếc nhìn từ đồng đạo bên hông giỏ cá, từ vệ tổ mắt sáng rực lên, lúc này liền dơ cầm lên, hỏi từ đồng đạo. Người trong giỏ cá có cá sao? Có lớn hay không? Vừa nói, hắn còn liếm môi. Từ đồng đạo nụ cười biến lớn một chút, thả tay xuống trong tôm bổ cào, đi tới khiến từ vệ tổ nhìn hắn một cái bên hông giỏ cá. Từ lão sư, ta lấy một cái ba ba, còn có một cái cá lóc, đều là mới mẻ công việc nhảy, sốt đi ra khẳng định đồ ăn ngon, người có muốn hay không? Ồ, tiểu tử ngươi vận khí không tệ a, à, thật đúng là lấy một cái ba ba, a à, khối này ba ba đẹp đẽ a, à, nấu canh khẳng định đại bổ, đúng rồi, ngươi chịu đưa cho ta." Từ vệ tổ không chỉ có thèm ăn, vẫn thích chiếm tiện nghi nhỏ. Một điểm này, Từ Đồng Đạo là rõ ràng. "Đẹp đến ngươi, chính ta đều không nỡ bỏ ăn, tặng cho ngươi." Từ Đồng Đạo tâm lý ha ha cười khẽ, miệng thượng đương nhiên sẽ không như thế thuyết. Từ lão sư ngươi thật biết nói đùa. Nhà ta cũng sắp không được ăn cơm rồi, ngươi còn không thấy ngại cầm không ta ba ba. Ha ha, lấy ngài từ lão sư nhân phẩm, ta coi như là thật đưa ngài, ngài cũng chắc chắn sẽ không muốn a, à, có đúng hay không? Từ vệ tổ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Từ Đồng đạo, đại khái là kinh ngạc từ Đồng đạo tiểu tử này như thế này mà biết nói chuyện. Cũng sẽ dùng lời đỉnh hắn. Hắn thích chiếm tiện nghi nhỏ không sai, nhưng là sĩ diện hảo cho nên, hắn gật đầu một cái, ha ha địa cười nói, hay lại là tiểu tử ngươi giải ta. Ta trước kia là lão sư ngươi, nhà ngươi tình huống bây giờ ta cũng nghe nói, ha ha, ta đương nhiên sẽ không chiếm ngươi một đứa bé tiện nghi, như vậy đi. Ngươi đem cái điều cá lóc cùng ba ba đều lưu đứng lại cho ta, ta cho ngươi 150 đồng tiền, ngươi xem trúng hay không. Bên trong, cái này có gì không trúng? Dù nói thế nào, ngài lúc trước cũng là lão sư ta a. À? Từ đồng đạo trong miệng vừa nói lời hay, vội vàng cởi xuống bên hông giỏ cá, một bên giải vừa nói, từ lão sư ngài đi lấy món đồ đến giả bộ một chút, cá lóc không sao, chạy không thoát, nhưng ba ba nhưng là trưởng chân, tốt. Tốt. Từ vệ tổ ngoài miệng luôn miệng đáp ứng, thân thể lại không nhúc nhích, chẳng qua là quay đầu hướng trong nhà hô một tiếng, tiểu mai. Tiểu mai. Nhanh cầm một thùng nước tới, nhanh lên một chút. Tiểu mai, là lão bà của hắn. Bởi vì là nông nghiệp hộ khẩu, ở nhà trồng trọt, trong ngày thường liền bị từ vệ tổ làm người giúp việc dùng. Ai? Tới! Sau nhà truyền tới một tiếng trả lời, thanh âm còn rất dễ nghe. Không bao lâu sau, không thấy đại kiều chỉ thấy một tên phong vận dư âm phụ nhân sách một cái hồng sắc nhựa thùng nước đi ra, nhìn thấy từ đồng đạo thời điểm, trả lại cho hắn một nụ cười, là tiểu đạo A, ngươi năm nay thi thế nào? Thi đậu sao? nàng vốn là xinh xắn mặt trái xoan, nhưng đi theo từ vệ tổ cái này thăm ăn, mấy năm nay, nàng cũng sớm trở nên nở nang, ít nhất ở nơi này từ gia thôn, cùng lứa phụ nhân trong, không người so với dung mạo của nàng càng đẹp mắt, mặc dù nở nang, nhưng cũng không sưng vụ, khí chất cũng so với trong thôn phụ nhân khác mạnh hơn nhiều. Mặt trên người ăn mặc, cũng càng gần gũi người trong thành phong cách. Tỷ như trước mắt, nàng mặc được chính là một cái không có tay liên y váy ngắn, hiện ra hết nàng vóc người đẹp chỉ bất quá bởi vì bình thường cũng làm ruộng, cho nên da thịt không phải là thái bạch. Nhìn thấy nàng, từ đồng đạo trong đầu đầu tiên lóe lên là cháu gái của nàng. Từ đồng đạo nhớ nàng cháu gái hàng năm đều sẽ tới nhà nàng ở nhất đoạn thời gian, trên tướng mạo cùng nàng có vài phần giống nhau, nhưng đẹp hơn. Lại nói, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, hắn từ đồng đạo lúc trước cũng âm ưu tư địa thích qua. Đương nhiên, đó cũng là chuyện lúc trước. Dưới mắt, hắn cũng đã sớm không cái tâm đó nghĩ rồi ngay sau đó hắn một bên trả lời vấn đề của nàng một bên tay chân lanh lẹ địa từ trong giỏ cá nắm ba ba cùng cái điều đại hắc ngư bắt đi ra bỏ vào nàng đem ra trong thùng nước chờ hắn làm xong những thứ này từ vệ tổ khiến hắn cùng lão bà hắn vào nhà lấy tiền chờ bắt được tiền từ đồng đạo khách khí cùng bọn họ nói lời từ biệt một tay xách giỏ cá một tay cầm tôm bổ cào liền đi về nhà lại kiếm một trăm rưỡi khiến trong lòng của hắn an ổn một ít, đầu năm nay vật giá không mắc, trung học cơ sở học phí cũng không quý, có khối này một trăm rưỡi, hơn nữa hắn ngày hôm qua thường phải trở về những tiền kia, nhà hắn thời gian tạm thời mới có thể qua. Ít nhất đệ đệ của hắn, mùi mùi học kỳ kế học phí, nhất định là không thành vấn đề. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.